Vương Phi đa tài đa nghệ, Hạ Thương Mai. Chương 121, kiểm tra vật chứng. Lương đại nhân thấy Lễ Thân Vương đi tới, lòng thâm kêu một tiếng không tốt. Hạ thừa tướng mời Lễ Thân Vương ngồi xuống, Lễ Thân Vương nhìn chỗ ngồi một chút, sau đó nhìn lão phu nhân, lão phu nhân, ở đây tôn ti rõ ràng, người mặc dù là lão phu nhân của tướng phủ, nhưng công chúa đang ở đây, chỗ ngồi này của người phải nhường cho công chúa ngồi. Sắc mặt lão phu nhân có chút không vui nhưng cũng không thể không nhường, để Thúy Ngọc cô đỡ đứng dậy, bảo hạ thừa tướng đứng dậy để mình ngồi vào chỗ ông ta. Nhưng mà Lễ Thân Vương lại chỉ chỗ ngồi của hạ thừa tướng nói, lão phu nhân không thể ngồi ở đây, nơi này là chỗ thái tử ngồi, thái phó rời qua một chút, bổn vương phải ngồi ở đây, người sang bên kia đi. Rời tới rời lui hết cả một khắc đồng hồ, ai cũng không có phản bác, thái tử không ngồi, nhưng dưới cái nhìn của y cũng không khỏi không run lẩy bẩy ngồi xuống, đau đến chảy cả nước mắt. Lương thái phó thấy Lễ Thân Vương còn muốn căn chỉnh nữa, liền nói, vương gia, chính sự quan trọng, thẩm án trước đã. Lễ Thân Vương không vui nói, lễ pháp chính là chính sự, thẩm án cũng không phải căn cứ lễ pháp mà làm sao. Không có lễ pháp thì không có luật pháp, thiên địa quân thân sư, cái gì cũng phải dựa theo cái này mà làm, giống như. Được, vương gia an bài đi. Lương thái phó nghe y lại nhảy tiếp, sắc mặt cũng xanh lè, vội vàng ngăn lại. Giống như tiểu cô mặc dù còn trẻ so với bổn vương, nhưng là bối phận rõ ràng lớn hơn nên không thể rối loạn được. Lễ Thân Vương không bị cắt đứt lời, muốn nói là phải nói xong mới thoải mái. Lễ Thân Vương an bài xong xuôi, mới nhìn Lương Đại Nhân đã ngồi vào trong góc nói, Lương Đại Nhân, vụ án phải thẩm tra như thế nào rồi? Lương Đại Nhân kể lại toàn bộ lời phu nhân Nguyệt Nhung mới vừa khai rồi kết một câu, vương gia, ngài luôn luôn chú trọng lễ pháp, tuy phu nhân Nguyệt Nhung là thứ mẫu của đại tiểu thư, nhưng mà suy cho cùng vẫn là trưởng bối, vô cớ hạ độc như vậy, sao không khiến người chỉ trích được? Lễ Thân Vương vừa nghe vừa nhìn Hạ Oanh Nhiễm, chờ Lương Đại Nhân nói xong, y nói với Hạ Oanh Nhiễm, người xoay mặt qua đi, người chỉ bị thương một bên khác mặt vẫn tốt, bổn vương nhìn khó chịu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hạ Oanh Nhiễm ngớ người, không biết Lễ Thân Vương có ý gì. Hạ Thừa Tướng là biết tính tình y, không muốn phát sinh phiền phức, liền nói với Hạ Oanh Nhiễm, người vào trong trước đi. Lúc cần ngươi cung cấp lời khai thì ngươi mới được ra ngoài. Thương Mai nhìn Lễ Thân Vương bất động thanh sắc, liền tách ra Hạ Oanh Nhiễm và phu nhân Nguyệt Nhung ra, cổ. Đại! Nếu hai người không thể phối hợp khai báo, một khi lấy lời khai của phu nhân Nguyệt Nhung xong mới cho Hạ Oanh Nhiễm đi ra trả lời thì lời họ sẽ không khớp nữa. Tính khí của vương gia này khi ở trong viện ở Kinh Đô cô đã từng nghe nói qua, cho nên mới nghĩ tới việc mời y tới hỗ trợ. Lúc đi tìm y, hai người ở trong phủ nói chuyện ước chừng khoảng nửa giờ, trong nửa giờ này, Thương Mai tóm tắt chuyện lại cho Lễ Thân Vương nghe, việc cướp quyền tra án này, cũng chỉ có Lễ Thân Vương có thể làm được. Trưởng công chúa không phải là không thể giúp chuyện này, mà là nàng ta đối với luật pháp và lễ pháp đều không tường tận, rất dễ dàng bị bọn họ dắt mũi, đến cuối cùng, không những không thể giúp mà còn làm hư chuyện. Sau khi Hạ Oanh Nhiễm đi vào, Lễ Thân Vương mới nhìn Lương Đại Nhân nói, ừ, nói tiếp. Lương Đại Nhân ngẩn ra, hạ quan nói xong rồi. Lễ Thân Vương kinh ngạc nhìn hắn, xong rồi. Lời ngươi nói đều là lời khai của một phía, vậy lời khai của Liên Thị và Hạ Thương Mai đâu? Cả lời khai của trưởng công chúa và thị vệ nữa. Chuyện xảy ra trong thời gian chặn lại xe ngựa trở về y quán nữa chứ? Lương Đại Nhân ngượng ngùng nói, cái này dựa theo hạ quan suy đoán, đoạn đường này trừ gặp phải thái tử ra, không có phát sinh qua chuyện gì. Suy đoán. Ngươi trước giờ phá án là dựa vào suy đoán à? Lễ Thân Vương tỏ ra rất tức giận, vậy ngươi suy đoán xem, lúc Liên Thị ngã xuống xe ngựa vẫn có thể đứng lên, cũng không mù, vậy sau đó tại sao bị thương trán, lại còn mù nữa? Lương Đại Nhân lau mồ hôi trên trán, cái này hả? Lương Thái Phó thay mặt trả lời, vương gia, thời điểm Liên Thị nhảy xuống xe ngựa đã nói là muốn vu khống tội mưu hại chủ mẫu cho Trần Thị rồi, đây chắc hẳn là do bà ta cố tình đập đầu ra. Chứng cớ đâu? Lễ Thân Vương hỏi Lương Thái Phó. Chứng cớ, bà ta tự làm thì ai nhìn thấy được chứ? Lương Thái Phó cười nhạt. Không người nhìn thấy mà ngươi nói hùng hổ giống như là thật như vậy. Thái Phó, ngươi giàu gì cũng là đại quan nhất phẩm trong triều, can thiệp vào chuyện tướng phủ nhà người ta thì thôi đi, giờ lại còn ngồi đó đoán này đoán nọ, anh minh ngươi rớt chỗ nào rồi hả? Đừng có mà tối nay thất bại nên tìm một người nữ nhân yếu đuối để chút giận. Lễ Thân Vương nói hết sức nghiêm túc,
không phải dạng châm chọc Lương Thái Phó, y là nói sự thật, y cho là sự thật, vậy nên nói rất nghiêm túc. Nếu là y châm chọc thì còn khá một chút, nhưng thế mà lại không, điều này làm cho Lương Thái Phó mặt mày xanh mét cũng không dám nổi giận, chỉ phất tay một cái, được, tiếp tục thẩm tra, tiếp tục hỏi. Lễ Thân Vương nhìn về phía Lương Đại Nhân, thấy Lương Đại Nhân cũng nhìn hắn, nói, ngươi nhìn bổn vương làm gì? Bổn vương cũng không phải là quan chủ thẩm, ngươi hỏi, hỏi đi. Lương Đại Nhân không thể làm gì khác hơn là nhìn Thương Mai, hạ Thương Mai, bổn quan hỏi ngươi, ngươi nói Liên Thị là bị họ đẩy xuống, ngươi có chứng cớ không? Thương Mai nói, bẩm Đại Nhân, ta và công chúa ngồi xe ngựa, luôn luôn ở phía sau xe ngựa của họ, lúc mẫu thân rơi xuống, thiếu chút nữa bị xe ngựa của chúng ta nghiền nát. Thật may phu xe phát hiện cũng nhanh chóng, kịp thời dừng lại. Lúc chúng ta xuống xe ngựa cứu người, mẫu thân ta đã hôn mê, bà ấy không phải té nhào xuống đất, mà là bên trái chạm đất trước, bên trái trán bị đập xuống đất, dẫn đến chảy máu. Từ tư thế rơi xuống đất có thể suy đoán ra bà bị người ta đẩy xuống, đại nhân thẩm án nhiều năm, hẳn biết nếu như là nhảy xuống xe ngựa, mẫu thân ta nhất định là phải ngã nhào về phía trước mới đúng. Lương Đại Nhân á khẩu không trả lời được. Lương Đại Nhân nói, điểm này, phải truyền phu xe vào hỏi rõ ràng. Thương Mai nhàn nhạt nói, Đại Nhân quên mất sao? Lời khai của phu xe lúc trước đã bị hủy bỏ, lời hắn không đáng tin. Phu nhân Nguyệt Nhung giờ mới hiểu được nãy giờ hạ Thương Mai đã dắt mũi bà ta vòng vo chứ không phải là ý muốn phản bác lời bà ta. Được, coi như lời khai phu xe không thể tin, giờ Liên Thị và Trần Thị bên nào cũng cho là mình đúng, cũng không cách nào cung cấp chứng cớ. Lương Đại Nhân nói. Lễ Thân Vương liền lên tiếng, ừ, hai người bên nào cũng cho là mình đúng, không người làm chứng, cũng không người nào nguyện ý đi kiểm nghiệm vật chứng, nên tin lời ai đây? Lương Đại Nhân không lên tiếng, nhưng trán liên tục toát mồ hôi lạnh, hắn cũng bị lừa rồi, không người làm chứng, bên nào cũng cho là mình đúng, dưới tình huống này, nha môn thẩm án thì phải tin Liên Thị trước tiên. Lương Đại Nhân nhìn về phía Hạ Thừa Tướng, mặt Hạ Thừa Tướng không có gì biểu tình gì, thật ra thì ngay từ thời điểm Lễ Thân Vương tới kia, ông ta đã liên biết không có thể dùng chuyện này lật ngã được Hạ Thương Mai nữa rồi. Tuy nhiên ông ta vẫn cố giãy giụa, đã như vậy, vậy thì kiểm tra vật chứng đi, Lương Đại Nhân, phái người lên xe ngựa đi tra một chút, nếu phu nhân của ta bị Trần Thị đẩy xuống, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Ông ta vẫn mong đợi có thể vớt phát được điều gì đó từ bằng chứng, hôm nay nếu để cho Hạ Thương Mai và Liên Thị thoát được, sau này ở trong phủ càng không đè ép được hai người bọn họ. Lễ Thân Vương nhàn nhạt nói, bổn vương sẽ sai người đi tra xét, còn Lương Đại Nhân cứ tiếp tục thẩm vấn tiếp. Bổn vương vẫn còn hoài nghi lời Trần Thị nói về chuyện phát sinh trên xe ngựa. Nếu chứng thực điểm này Trần Thị nói láo thì sẽ mất đi động cơ Liên Thị nhảy xuống xe ngựa. Chương 122, nguồn gốc của chủy thủ. Lễ Thân Vương sai người đi kiểm tra xe ngựa đồng thời cũng sai người đến y quán tìm hiểu thương thế của Liên Thị. Còn về việc thẩm vấn trong phủ hắn ta cũng không dừng lại. Hắn ta chính thức bắt đầu thay thế Lương Đại Nhân, ép hỏi phu nhân Nguyệt Nhung. Trước hết là cho thị vệ rút ngắn khoảng cách, quấy rối trận tuyến của phu nhân Nguyệt Nhung, để cho thị vệ của Mộ Dung Tráng Tráng đứng ra nói rõ khoảng cách của xe trước và xe sau cùng với việc bọn họ đã đuổi theo bao lâu mới đuổi kịp xe của phu nhân Nguyệt Nhung. Về điểm này phu nhân Nguyệt Nhung không cách nào cãi lại được, Lễ Thân Vương được nước tiện đà ép hỏi những tình tiết nhỏ khác. Ngươi nói bà ta mắng chửi ngươi. Vậy ngươi hãy nói lại không sót một chữ cho bản vương nghe xem bà ta đã mắng chửi ngươi thế nào. Lễ Thân Vương hỏi. Tuy phu nhân Nguyệt Nhung rối loạn trấn tuyến nhưng đã khôi phục bình tĩnh rất nhanh, bẩm vương ra, đầu tiên bà ta chỉ trích thiếp thân không biết dạy dỗ con gái, nói oanh nhiễm ở trong cung cầu xin cho thái tử, nghi ngờ quyết định của nhiếp chính vương, làm mất sạch mất mũi của tướng phủ. Sẵn đó còn nói oanh nhiễm dụ dỗ thái tử, nói thái tử vốn say mê Thương Mai, nhưng oanh nhiễm lại cướp đi. Khiến Thương Mai không thể làm thái tử phi. Lúc đầu thiếp thân vẫn nhẫn nhịn thế nhưng đến lúc sau, bà ta nói thiếp thân không biết liêm sỉ, lén lút với người khác, phù hại như vậy nên thiếp thân không thể nào nhịn được nữa, cho nên mới cãi lại bà ta vài câu. Lễ Thân Vương cắt ngang lời của bà ta, người cãi lại bà ta như thế nào? Nói nguyên văn. Phu nhân Nguyệt Nhung cắn môi, thiếp thân nói, nếu phu nhân không thích thiếp thân thì cứ nói thẳng ra đi cớ sao lại vu hại thiếp thân như vậy. Danh tiếng của nữ tử quý hơn tất cả, phu nhân hãm hại thiếp thân như vậy, chẳng phải là muốn ép thiếp thân chết hay sao? Sau đó thì sao? Lễ Thân Vương bảo bà ta nói tiếp. Sau đó phu nhân liền nổi nóng, xông tới đánh thiếp thân vừa đánh vừa mắng.
bà ta mắng ngươi như thế nào? Nói cho ta biết nguyên văn. Lễ Thân Vương lại nói. Lão phu nhân mở miệng nói, vương gia, những từ ngữ thô tục này không cần phải nói ra, sợ rằng những người có mặt ở đây cũng không muốn nghe. Lễ Thân Vương mất hứng nói, lão phu nhân, đây không phải là vấn đề có muốn nghe hay không. Nếu đã thông báo vụ án này cho nha môn thì phải đi nha môn xử lý, các ngươi lại mở công đường ở đây, chính là làm trái quy tắc, nhưng cũng thôi đi dù sao cũng có tiểu cô ở đây, nhưng cũng phải tiến hành theo trình tự phá án của nha môn. Cũng không thể nói quá trình giết người máu tanh không ai muốn nghe thì không ép hỏi phạm nhân khai rõ ràng đúng không? Sắc mặt lão phu nhân tái xanh quay sang chỗ khác, hơn nữa còn cực kỳ tức giận về việc Lễ Thân Vương hoàn toàn không chừa chút thể diện nào cho bà ta. Thương Mai vẫn đứng bên cạnh Liên Thị, nắm chặt tay Liên Thị, tuy cô cúi mặt nhưng vẫn không thu lại được vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt. Lễ Thân Vương còn làm tốt hơn so với tưởng tượng của cô nhiều. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ tại sao người kiêu căng như Tiêu Thác cũng sẽ kính nể Lễ Thân Vương. Phu nhân Nguyệt Nhung chỉ đành trả lời, bẩm vương gia, bà ta vừa đánh thiếp thân vừa mắng, ngươi là độc phụ, ngươi là tiện nhân, mười mấy năm nay ta đuổi thế nào ngươi cũng không đi sao ngươi lại mặt dày vô liêm sỉ đến thế. Ngươi mau chết đi, đại khái chính là như vậy. Ta không muốn nghe đại khái, ngươi có chắc chắn không? Lễ Thân Vương hỏi. Đúng vậy, chắc chắn. Phu nhân Nguyệt Nhung sợ ông ta lại bảo bà ta nói lại lần nữa nên chỉ đành gật đầu nói phải. Lễ Thân Vương phất tay nói, được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Bây giờ mời Hạ Oanh Nhiễm ra đi, bản vương có lời muốn hỏi nàng ta. Phu nhân Nguyệt Nhung ngẩn ra, đại nhân còn gì muốn hỏi không bằng cứ hỏi thiếp thân nhớ rất rõ. Ngươi nhớ rõ là chuyện của ngươi, nếu nàng ta cũng đã ở trên xe ngựa, bổn vương còn phải nàng ta lại chuyện này. Hạ Oanh Nhiễm bị dẫn ra, nàng ta ở bên trong nên không nghe được gì cả, đương nhiên không biết lúc nãy phu nhân Nguyệt Nhung đã nói những gì. Lễ Thân Vương bảo nàng ta nói lại những lời Liên Thị mắng chửi phu nhân Nguyệt Nhung và những lời biện bạch của phu nhân Nguyệt Nhung một lần. Mẹ con nàng ta chỉ đối chiếu khẩu cung sơ qua, còn nội dung bịa đặt mắng người lại không đối chiếu, cũng may tuy không khớp lắm nhưng cũng không nằm ngoài ý này. Sau khi Hạ Oanh Nhiễm trả lời xong, lại nói thêm một câu, có lẽ là ta sẽ nhớ lầm một chút, bởi vì tình hình lúc đó rất hỗn loạn nhưng đại khái chính là như vậy. Lễ Thân Vương nói, bản vương hỏi ngươi, lúc nãy mẹ ruột người nói, Liên Thị từng yêu cầu các ngươi đưa cho bà ta 5.000 lượng bạc thì bà ta mới bỏ qua chuyện này, người hãy trả lời cho bản vương biết mẹ ngươi có đồng ý đưa 5.000 lượng bạc này cho Liên Thị không? Hạ Oanh Nhiễm nhìn phu nhân Nguyệt Nhung nói rõ không được, chỉ đành ra dấu. Khẽ khàng lắc đầu về phía bên phải, ý nói là không có chuyện này. Nhưng Hạ Oanh Nhiễm lại hiểu lầm, nàng ta lập tức trả lời nói, tuy bà ta yêu cầu nhưng chúng ta cũng đâu có nhiều bạc như vậy, cho nên cuối cũng không đồng ý với bà ta, vì vậy bà ta mới nổi điên xông vào đánh mẹ ta và ta. Phu nhân Nguyệt Nhung nghe được câu trả lời, sắc mặt lập tức trắng bệch. Mộ Dung Tráng Tráng không nhịn được cười, lão tam này đúng là có bản lĩnh. Lễ Thân Vương gật đầu, như vậy. Mẹ ruột ngươi nói Liên Thị nói không cho phép ngươi gả cho thái tử để Thương Mai thay ngươi gả cho thái tử, các ngươi đều đồng ý việc này sao? Ngươi cứ nói thẳng là được, mẹ ruột ngươi đã trả lời rồi, bổn vương chỉ là muốn xem khẩu cung của các ngươi có giống nhau không mà thôi. Hạ Oanh Nhiễm lại nhìn phu nhân Nguyệt Nhung nhìn không được nói, vương gia, việc này hoàn toàn. Còn không đến lượt ngươi nói chuyện, nếu là ở công đường, ngươi đã bị vả miệng ngay lập tức rồi. Lễ Thân Vương nghiêm nghị nhìn bà ta, khiến bà ta sợ đến không dám mở miệng. Đáy mắt của Hạ Oanh Nhiễm thoáng nghi ngờ nhưng đoán không được rốt cuộc Lễ Thân Vương muốn làm gì. Tại sao mẹ nàng ta phải nói như vậy, sau khi trần chờ một hồi nàng ta lắc đầu nói, chúng ta không đồng ý. Lễ Thân Vương nhìn về phía Lương Đại Nhân, ngươi có lời gì muốn nói không? Lương Đại Nhân sắc mặt tái nhợt, vương gia, là hạ quan lỗ mãng, lỗ mãng. Ông ta không ngừng lau mồ hôi. Dáng vẻ hơi chột dạ. Khẩu cung của hai người xuất hiện vấn đề thì không thể tin được, nếu một bên nói láo thì sự thật sẽ nằm về phía Liên Thị. Cái gọi là bị nhục nhã mà Liên Thị tự mình nhảy xuống xe ngựa ý đồ hãm hại bà ta mưu hại chủ mẫu đều là giả. Lỗ mãng, Lễ Thân Vương lớn tiếng quát mắng, người đây là lỗ mãng sao? Đêm nay là kẻ nào gây ầm ĩ vụ án này đến nha môn? Người ra lệnh cho người trở về làm sổ con. Ngay cả chứng cứ bản vương sai người điều tra xe ngựa cũng viết vào trong đó nộp cho hình bộ, sau đó sẽ do hình bộ nộp cho Thôi Đại Nhân. Nộp cho Thôi Đại Nhân chính là tương đương với Thượng Thư Tỉnh, đây là muốn giao cho Nhiếp Chính Vương rồi.
Lương đại nhân cảm thấy con đường làm quan của mình đã đến điểm dừng rồi, yếu ớt nói, vâng, hạ quan đã biết. Ông ta cầu cứu nhìn Lương Thái Phó nhưng Lương Thái Phó lại hờ hững đứng lên, bản quan nhớ ra còn có chuyện phải làm, các người cứ từ từ xử lý vụ án này đi. Ông ta nói xong thì nói với Thái tử, điện hạ bị thương, cũng nên trở về nghỉ ngơi thôi. Thái tử nóng lòng muốn rời đi từ lâu rồi. Khoảnh khắc lễ thân vương đến đây hắn ta đã không muốn ở lại đây nữa. Hắn ta không ngây thơ đến nỗi cho rằng chuyện tối nay có thể lừa gạt được lễ thân vương. Hạ Oanh Nhiễm cuống lên, không thẩm tra xử lý nữa sao? Nàng ta đúng là đã làm ta bị thương, nếu việc này đã do nha môn xử lý thì nha môn phải xử tội nàng ta mới đúng. Câm miệng, Hạ Thừa Tướng nổi giận nói. Nàng ta đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Đã thế này rồi, còn không nhìn ra được thực tế, sau này làm sao nàng ta tranh đấu sống sót trong cung đây? Hạ Oanh Nhiễm ngơ ngác nhìn phụ thân nhưng lại không biết rốt cuộc chỗ nào xảy ra sơ sót. Sao lại vội rời đi thế? Lễ thân vương lên tiếng, thái tử xin mời ngồi xuống trước, thái phó cũng ngồi xuống, vụ án này vẫn chưa xử xong đâu. Thái phó nhìn lễ thân vương, hơi bất đắc dĩ nói, vương gia còn muốn thế nào? Lễ thân vương nhìn Thương Mai, lấy chủy thủ mà ngươi đã làm Hạ Oanh Nhiễm bị thương ra đây. Thương Mai cũng không rõ cho nên lấy ra đưa cho lễ thân vương. Lễ thân vương tiện tay ném chủy thủ cho Lương Thái Phó, người hãy nhìn cho rõ chữ viết trên đuôi chủy thủ. Lương Thái Phó nhận lấy nhưng không xem, mà là trả lại cho lễ thân vương, bản quan không có hứng thú với vũ khí. Nhìn cho kỹ trước rồi hãy nói. Lễ thân vương lạnh lùng thốt lên. Lúc này Lương Thái Phó chỉ muốn đi ngay lập tức, liền nghe theo lời của hắn ta cúi đầu liếc mắt nhìn, nhất thời sợ đến sắc mặt như xám cho. Chương 123, muốn mẹ con các ngươi chết. Chuyện này, ông ta nghi ngờ không thôi hết nhìn Thương Mai, rồi lại nhìn chủy thủ, chữ viết trên đuôi chủy thủ kia nếu ông ta không nhìn lầm là chữ Long. Làm sao có khả năng này? Chủy thủ có khắc chữ Long sao có thể ở trên tay Hạ Thương Mai được chứ? Trần Thị và Hạ Oanh Nhiễm bị cây chủ thủy này gây thương tích, hoàn toàn không oan uổng chút nào, không chết đã là may mắn lắm rồi. Trong đầu ông ta xẹt qua vô số ý nghĩ nhưng tất cả đều bị gạt qua một bên. Ông ta cầm chủy thủ, bước tới cung kính trao lại cho Thương Mai, đại tiểu thư, theo bản quan thấy chuyện tối nay chỉ là hiểu lầm, đại tiểu thư đừng trách, bổn quan còn có việc, xin đi trước một bước. Nói xong, ông ta lại không để ý tới thái tử, cũng không chào tạm biệt Hạ Thừa Tướng mà đi thẳng ra ngoài. Thái tử thấy thế cũng vội vàng bảo thị vệ dìu mình rời đi, hai tên quan do Lương Thái Phó mang đến kia cũng đã đi rồi. Hạ Oanh Nhiễm thấy lúc thái tử rời đi cũng không hề liếc mắt nhìn nàng ta. Nàng ta vừa đau lòng lại vừa tức giận, nhịn không được khóc lóc nói, phụ thân, chuyện gì thế này? Cứ để mặc nàng ta gây tổn thương con và mẹ như vậy sao? Hạ Thừa Tướng liên tục nhìn chằm chằm vào chủy thủ trên tay Thương Mai, mất tập trung nói, nếu việc này đã báo quan rồi thì nghe lời của Lương Đại Nhân là được. Có thể dọa Lương Thái Phó thành bộ dáng thế này, chắc chắn lai lịch của cây chủy thủ kia rất không tầm thường. Lúc này Mộ Dung Tráng Tráng mới hờ hững lên tiếng, Lương Đại Nhân. Hạ Thương Mai có tội không? Lương đại nhân quỳ trên mặt đất, công chúa, đại tiểu thư vô tội, Trần Thị và nhị tiểu thư gây tổn thương phu nhân trước, đại tiểu thư là trưởng nữ, xử phạt bọn họ là đúng luật pháp, cũng đúng lễ pháp. Vậy ngươi còn không dẫn theo người cút khỏi đây? Mộ Dung Tráng Tráng lạnh lùng nói. Vâng, vâng, thậm chí Lương đại nhân cũng không dám nhìn lễ thân vương dẫn theo bộ khoái cụp đuôi chạy mất. Lễ thân vương thấy vụ án đã xử xong, cũng không ở lại mà nói với Mộ Dung Tráng Tráng, tiểu cô, chúng ta cũng nên đi rồi. Mộ Dung Tráng Tráng lo lắng nhìn Thương Mai khom người nói, công chúa người về trước đi, chuyện hôm nay đa tạ công chúa đã giúp đỡ. Mộ Dung Tráng Tráng nói, nếu có người bắt nạt ngươi, ngươi cứ sai người báo cho bổn công chúa biết một tiếng. Lời này không phải nói với Thương Mai mà là nói với những người trong phủ thừa tướng. Thương Mai khẽ gật đầu mỉm cười với Mộ Dung Tráng Tráng. Sắc mặt lão phu nhân xa sầm, không nói tiếng nào nhưng Hạ Thừa Tướng lại nhìn chằm chằm cây chủy thủ trên tay Thương Mai đến xuất thần, nên không để ý Mộ Dung Tráng Tráng nói gì. Lễ thân vương và Mộ Dung Tráng Tráng cùng đi ra, lúc ra tới cửa Tráng Tráng lo lắng nói, lão tam, sau khi chúng ta rời đi người của tướng phủ có ra tay với Thương Mai không? Nàng vươn tay vén tóc bên trái, nhìn lễ thân vương. Lễ thân vương nhìn nàng ta, sau đó đưa tay ra. Kéo tóc bên phải của nàng ta ra làm rối tung lên như tóc bên trái, sau đó lại giúp nàng ta vén ra sau tai,
dĩ nhiên là có, nhưng Hạ Thương Mai không phải là người dễ bắt nạt, tối nay những lời Điệt Nhi nói đều là do nàng ấy dạy. Nàng ấy dạy bổn vương làm cách nào để thẩm tra xử lý vụ án này. Nàng ấy dạy ngươi, Mộ Dung Tráng Tráng kinh ngạc nhìn hắn ta, sao ta lại không biết? Lúc đó không phải nàng ấy nói chuyện riêng với Điệt Nhi sao? Những gì Điệt Nhi và nàng ấy nói chính là những lời vừa nãy. Nàng ấy còn đoán được rất nhiều tình huống sẽ xảy ra, tất cả đều đã được xử lý thỏa đáng, rõ ràng không cần, nhưng nàng ấy có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy. Điều đó chứng tỏ nàng ấy là người có suy nghĩ chín chắn, người ở tướng phủ không phải là đối thủ của nàng ấy. Mưu kế của Thương Mai đúng là rất sâu. Mộ Dung Tráng Tráng hơi không vui, các ngươi lại tách ta ra nói chuyện riêng đấy. Đó không phải tách ra, là tự ngươi nói muốn đi uống chè. Đêm nay ngươi cố ý đến muộn một chút cũng là đã sắp xếp từ trước rồi sao? Đúng, trước tiên nới lỏng phòng tuyến của bọn họ để bọn họ xử lý một số khẩu cung xong rồi Điệt Nhi sẽ xuất hiện. Những lời đã nói trước đó bởi vì có tiểu cô chứng kiến, cho nên bọn họ không thể chối cãi, tiếp đó Điệt Nhi lại đoạt quyền thẩm vấn, như vậy liền có thể tung ra một đòn nhanh, chuẩn, độc. Hóa ra là như vậy, Tráng Tráng bỗng nhiên tỉnh ngộ, không ngờ trong lúc nàng uống chè thì hai người đã hóa giải xong cục diện bế tắc này rồi, đúng rồi, tại sao Lương Thái Phó lại sợ thanh chủy thủ của Thương Mai như vậy? Chủy thủ kia là của Lão Thất tặng cho Thương Mai, ngay cả Lão Thất mà ông ta còn không sợ lại sợ thanh chủy thủ này sao? Trên thanh chủy thủ có khắc một chữ Long. Lễ Thân Vương mỉm cười, ai yêu thích khắc họ của mình trên món đồ của mình để tuyên bố chủ quyền chứ? Hoàng Tổ Mẫu, Tráng Tráng, a, một tiếng, thanh chủy thủ này là Hoàng Tổ Mẫu đưa cho Hoàng Huynh lại đưa cho Lão Thất lại đưa cho Thương Mai. Lương Thái Phó không biết sự thật bên trong liền cho rằng thanh chủy thủ này là do Hoàng Tổ Mẫu tặng cho Thương Mai, cho nên ông ta sợ hãi. Không phải ông ta sợ hãi thanh chủy thủ mà là sợ hãi Hoàng Tổ Mẫu. Thông minh, Lễ Thân Vương lên xe ngựa, Tráng Tráng cũng lên theo. Sau khi đưa Lễ Thân Vương và Tráng Tráng xong, Thương Mai đỡ Liên Thị người mà cả đêm nay không nói một lời nào đứng dậy, mẹ, chúng ta cũng trở về thôi. Hạ Oanh Nhiễm thấy tất cả mọi người đều đi rồi, mà Hạ Thương Mai gây tổn thương người khác lại hoàn toàn lành lặn, không khỏi vừa đau lòng vừa tức giận nói, người nghĩ cứ đi như thế sao? Thương Mai nhìn nàng ta cười mỉa mai nói, người còn muốn thế nào? Hạ Oanh Nhiễm nghĩ tới việc nàng khiến bản thân nàng ta bị hủy hoại dung nhan, nhưng sau khi dằn vặt một hồi lại có thể khiến Thương Mai nguyên vẹn trở ra, nàng ta đột ngột xoay người cầm lấy cây roi trên tường, tát thẳng vào mặt Thương Mai tức giận như điên, ta muốn giết ngươi. Cây roi không có bao nhiêu sức lực, Thương Mai dùng một tay chụp lấy, sau đó liền kéo một cái, Hạ Oanh Nhiễm ngã ngay xuống đất, tư thế cực kỳ khó coi. Thương Mai lạnh lùng thốt lên, đừng tự rước lấy nhục, đêm nay ta đã nương tay lắm rồi. Chỉ bằng việc các người gây tổn thương cho mẹ ta như vậy, ta không lấy mạng các người coi như đã chừa chút tình cảm cuối cùng cho tướng phủ rồi. Lão phu nhân nghe xong lời này, mặt mày lạnh băng, dặn dò nói, người đâu, đưa nhị tiểu thư trở về phòng, không có mệnh lệnh của ta, không được cho nàng ta ra ngoài. Hạ Oanh Nhiễm hoàn ức làm ầm ĩ với lão phu nhân, tổ mẫu, tại sao lại thế? Ta và mẹ bị nàng ta bắt nạt như thế, người lại không ra mặt cho chúng ta sao? Dẫn đi. Lão phu nhân ra lệnh, giọng nói cực kỳ uy nghiêm. Thúy Ngọc cô vội vàng sai người kéo Hạ Oanh Nhiễm xuống. Hạ Oanh Nhiễm phẫn nộ hét lên với Thương Mai, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thương Mai cũng không nhìn nàng ta, câu nói này lúc ở y quán phu nhân Nguyệt Nhung cũng đã nói rồi, nhưng đến cuối cùng là ai không tha cho ai chứ. Sau khi Hạ Oanh Nhiễm đi rồi, lão phu nhân nhìn phu nhân Nguyệt Nhung, cũng phiền chán nói, chỉ có phá là giỏi. Người cũng lui xuống đi. Phu nhân Nguyệt Nhung oan ức nhìn Hạ Thừa Tướng, giọng nói tức tưởi, tướng ra, việc này cứ như vậy thôi sao? Nếu không, người còn muốn thế nào? Lui xuống, lão phu nhân đuổi bà ta như đuổi ruồi. Tướng ra, phu nhân Nguyệt Nhung vẫn không cam lòng cứ ai oán nhìn Hạ Thừa Tướng, nếu người không ra mặt cho thiếp thân và Hạ Oanh Nhiễm, thiếp thân và Oanh Nhiễm còn có thể sống tiếp trong phủ được không? Đi xuống trước đi, việc này bổn tướng tự có cân nhắc. Rốt cuộc Hạ Thừa Tướng cũng chậm rãi mở miệng, thế nhưng ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm Thương Mai. Trong mắt có quá nhiều tâm trạng phức tạp không cách nào giải thích được. Phu nhân Nguyệt Nhung rất không cam lòng, nhưng cũng biết chuyện đêm nay không thể cứu vãn được nữa. Bà ta oán hận nhìn Thương Mai, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể một tay che trời sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi chắc chắn sẽ là vương phi của Nhiếp Chính Vương sao? Ngươi cứ chờ xem.
Đêm nay Liên thị luôn không nói chuyện, vốn là người thờ ơ với mọi chuyện, đột nhiên bà ta lên tiếng nói, phu nhân Nguyệt Nhung ngươi ghé tai lại đây, ta muốn nói với ngươi một câu. Phu nhân Nguyệt Nhung rất căm hận nhìn bà ta, nhưng vẫn muốn nghe thử bà ta nói gì, thế là ghé tai qua đặt sát lên môi bà ta, Liên thị nhẹ nhàng chề môi ra, dùng giọng nói chỉ có một mình phu nhân Nguyệt Nhung nghe được nói, thương mai có một câu không tiện nói ra, ta báo cho ngươi biết. Bắt đầu từ ngày ngươi và thái tử ở trong viện ép hôn nàng, nàng liền quyết tâm muốn mẹ con các ngươi chết. Thương mai mà bà ta nói không phải là thương mai đang đứng bên cạnh bà ta mà là đứa con gái đã tan thành cho bụi của bà ta. Phu nhân Nguyệt Nhung cười mỉa, thật sao? Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh này không đã? Phu nhân Nguyệt Nhung nhìn nụ cười khác lạ trên mặt bà ta, trong lòng bỗng hoảng sợ vô cớ, Liên thị này vậy mà không còn im lặng chịu đựng giống trước đây nữa. Chương 124, nhanh chóng hành động. Liên thị nghe tiếng bước chân giận dữ rời đi của bà ta, chậm rãi nhếch môi, chỉ là nụ cười của bà ta nhìn thế nào cũng quá mức xót xa. Nhiều năm qua, không phải bà ta không thể tranh giành với phu nhân Nguyệt Nhung mà bà ta cảm thấy nếu một người đàn ông phải dựa vào sự tranh đoạt mới có thì có ích gì. Bà ta đã sai lầm đến mức kiếp này sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Lẽ ra bà ta phải đưa Thương Mai rời khỏi tướng phủ từ lâu nhưng bà ta lại mù quáng khiến bản thân chán trường, con gái bà ta chết đi, bà ta và phu nhân Nguyệt Nhung đều là hung thủ. Phu nhân Nguyệt Nhung đáng chết, bà ta cũng đáng chết. Vì vậy, cuộc đời này bà ta không còn gì phải lưu luyến nữa. Nếu bà ta có thể làm được nhiều hơn cho Thương Mai bây giờ, cho dù phải mất mạng bà ta cũng sẽ không do dự. Sau khi phu nhân Nguyệt Nhung rời đi, lão phu nhân lại ra lệnh cho người dẫn Liên thị rời đi nhưng Thương Mai lại khăng khăng yêu cầu Du Ma Ma đến dẫn Liên thị rời đi. Ngược lại, lão phu nhân cũng không gây khó xử cho cô, cho người đi mời Du Ma Ma tới. Du Ma Ma nhìn thấy Thương Mai trở về, lại nhìn thấy Liên thị mù thì biết nhất định đã xảy ra rất nhiều chuyện, có điều bà ta không hỏi, chỉ yên lặng dẫn Liên thị rời đi theo lời dặn dò của Thương Mai. Lão phu nhân lại kêu người làm đi xuống. Chỉ chưa lại hạ thừa tướng và Lam Ngọc cô ở trong chính sảnh. Cánh cửa vừa đóng lại, ánh sáng chập chờn trong phòng lập tức ổn định lại, bóng người Thương Mai phản chiếu trên tường. Bóng dáng nhỏ bé đó phản chiếu trên tường lại giống như một con quái thú khổng lồ. Lão phu nhân nhìn chằm chằm Thương Mai, một hồi lâu mới nói, Thương Mai, trước đây tổ mẫu đối xử với ngươi thế nào? Dưới ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt của bà ta trông có vẻ vô cùng già nua, những nếp nhăn và đốm nâu nơi khóe mắt chất chồng lên nhau. Giống như hai vòng xoáy của những chiếc lá đen mục nát. Thương Mai cười chế giễu, lão phu nhân người nghĩ thế nào? Một tiếng tổ mẫu này trước đây Thương Mai không được phép gọi. Trước mặt hay sau lưng người ngoài cũng chỉ có thể kính cẩn gọi một tiếng lão phu nhân mà thôi. Làm càn, hạ thừa tướng cho rằng lão phu nhân đã là hạ mình nói chuyện với cô không cảm ơn ân đức thì thôi, lại còn dám dùng giọng điệu mỉa mai như có gai trả lời lão phu nhân nữa chứ. Lão phu nhân đưa tay cản lại, hờ hững cười nói, Thương Mai, ngươi là một đứa bé thông minh, trước đây là tổ mẫu lơ là ngươi. Ba đứa bé của tướng phủ, ngươi và Oanh Nhiễm là xuất sắc nhất. Bây giờ Oanh Nhiễm đã sắp được hôn phối cho thái tử rồi, như vậy cũng rất có ích cho ngươi, có phải không? Thương Mai không biết bà lão này đang âm mưu gì nhưng cô vẫn ghi nhớ một điều chồn cáo chúc Tết gà, giáp tâm ăn gỏi. Cô không hề trả lời lão phu nhân, chỉ nhìn bà ta chằm chằm. Cho đến tận này hôm nay bọn họ vẫn chưa từng nói tới Lâm Lâm, coi như Lâm Lâm chưa từng xuất hiện trong cái nhà này. Lão phu nhân dường như cũng không buồn giận, tổ mẫu lớn tuổi, sau này tướng phủ chắc hẳn phải dựa vào các ngươi chống đỡ. Phụ thân ngươi chỉ có một nhi tử là Lâm Lâm, nhưng nó lại là một đứa ngốc. Tỷ muội các ngươi có tiền đồ, sau này cũng có thể dẫn dắt được đệ đệ của mình, có phải không? Người trong phủ đều biết, Hạ Thương Mai chỉ qua lại với Lâm Lâm. Thương Mai chỉ cảm thấy xót xa, bọn họ nhắc tới Lâm Lâm chẳng qua là để lợi dụng hắn uy hiếp cô. Thương Mai không nhịn được cơn giận trong lòng, lạnh lùng thốt lên, rốt cuộc lão phu nhân muốn nói gì? Không bằng nói thẳng ra đi. Lão phu nhân vốn đang nói chuyện nhẹ nhàng, lại bị cô đối xử lạnh lùng như vậy, mí mắt giật giật, lửa giận bắt đầu chậm rãi bao trùm nhưng bà ta vẫn kìm lại được, vẫn ân cần nói, được, đã như vậy tổ mẫu cũng không vòng vo nữa, tổ mẫu biết y thuật của người cao minh. Tuy không biết ngươi học được từ đâu, nhưng tổ mẫu rất tự hào về ngươi. Chuyện hôm nay tuy nói ngươi là vô tội, nhưng muội muội của ngươi cũng vô tội. Con bé là bị mẹ ruột của ngươi làm hại, bây giờ nó đã bị hủy hoại dung nhan, chắc chắn sẽ cản trở tiền đồ sau này của nó. Tổ mẫu hy vọng ngươi nể mặt tình cảm tỉ muội mà chữa trị cho nó,
chữa cho đến khi nó lành lặn như cũ thì thôi. Thương Mai cũng không cho rằng lão phu nhân sẽ ngây thơ như vậy, sẽ dám bảo cô chữa trị cho Hạ Oanh Nhiễm. Nhưng bí mật phía sau là gì? Thương Mai rất muốn biết. Cô giả vờ thoáng do dự, chữa trị cho nàng ta. Hạ thừa tướng khẽ nói, ngươi làm tổn thương con bé, chữa trị cho con bé không phải là lẽ đương nhiên sao? Một khuê nữ chưa lấy chồng lại ra tay độc ác như vậy, ngay cả đích thứ mẫu và muội muội ruột mà cũng ra tay độc ác cho được, người cho rằng ngươi không có tội sao? Thương Mai cười lạnh lùng, ánh mắt như xuyên thấu qua một tầng sương mù nhìn về phía Hạ thừa tướng, ta gây tổn thương mẹ con bọn họ thì ngươi bất bình vì bọn họ, còn vợ của Liên thị của ngươi bị mẹ con bọn họ vứt xuống nghe ngựa làm mù mắt mà một câu hỏi thăm ngươi cũng chưa từng hỏi tới. Như vậy là ta độc ác hay là do các ngươi bạc bẽo? Ta nói này mọi người đừng giả vờ giả vịt nữa, ta sẽ không chữa trị cho anh Nhiễm đâu, thú vui lớn nhất của ta chính là nhìn gương mặt của nàng ta bị thối giữa từng chút một. Đủ rồi, Hạ thừa tướng vỗ bàn một cái, giận dữ nói, nghịch nữ, ngươi thật sự xem ngươi là nhiếp chính vương phi sao? Cho dù thật sự có hạ chỉ, ngươi vẫn chưa lấy chồng. Một ngày ở trong phủ ngươi vẫn phải ăn uống, ngủ nghỉ ở chỗ ta. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Thật sao? Thương Mai thấy ông trở mặt, ngược lại trong lòng cảm thấy chân thật hơn, trước đây nếu ngươi muốn giết mẹ con chúng ta đúng là dễ như trở bàn tay nhưng bây giờ thì không giống vậy nữa rồi. Ngươi không cách nào bảo đảm sau khi giết bọn ta ngươi có thể an toàn rút lui hay không? Đường đường là thừa tướng Đại Chu lại lỗ mãng như vậy. Nếu không cách nào nắm giữ được, ngươi sẽ không ra tay, mà ta nhất định sẽ không để cho ngươi đợi đến cái ngày ngươi nắm bắt được kia. Hạ thừa tướng đột nhiên đứng lên. Trong nháy mắt cơn giận bao trùm lấy ông ta, mà nương theo sự tức giận kia còn có một cảm giác sợ hãi không nói ra được, ngươi cho rằng nhiếp chính vương thật sự có thể bảo vệ được ngươi. Cho dù hắn như mặt trời ban trưa, quyền to chức lớn trong tay cũng chưa chắc có thể làm ta lung lay. Trời cao chăm sóc ta nhiều năm vậy, bây giờ cũng thế chắc chắn ông trời vẫn sẽ đứng về phía ta. Thương Mai cười mỉa mai lắc đầu, nhìn gần ông ta, đáy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực, bắt đầu từ khi ngươi ép hôn ta. Ta liền biết ngươi chưa từng xem Thương Mai là con gái của ngươi, ép hôn không được, ngươi muốn giết ta để tạ tội với hoàng hậu, giải vây cho tướng phủ. Ngươi tìm người hãm hại mẹ ta, hạ độc với ta, tất cả mọi chuyện đều không chừa cho ta bất cứ con đường sống nào. Ta dẫy dụa đến hôm nay mà vẫn còn sống sờ sờ trước mặt ngươi không phải ta mạng lớn mà là vận số của hạ thừa tướng ngươi đã hết rồi. Nếu ông trời vẫn còn đứng về phía ngươi, ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa rồi. Cô là vì báo thù mà tới. Thương Mai nói xong liền xoay người rời đi. Cô không muốn nghe ông ta nói chuyện nữa. Tuy trái tim của cô đã nguội lạnh nhưng nguyên chủ Hạ Thương Mai này vẫn giữ lại chút tâm trạng trong đầu cô, thỉnh thoảng vẫn sẽ điều khiển cô. Mặc kệ bọn họ có âm mưu gì, mặc kệ hôm nay bọn họ lại giáp tâm lập mưu gì, cô đều sẽ không để ý tới bởi vì mặc kệ thế nào, âm mưu và hãm hại đều sẽ không ngừng nhắm vào hai mẹ con cô. Thủ đoạn của bọn họ cũng chỉ có thể càng ngày càng ác độc hơn mà thôi. Hạ Thương Mai đi rồi, lão phu nhân giơ tay lên gạt tách trà trên bàn xuống, gương mặt giận đến trắng bệch, đúng là cho chút mặt mũi mà lại không cần. Loại người này sao có thể giữ lại được? Mẫu thân, chủy thủ trong tay nó rốt cuộc có nguồn gốc thế nào mà ngay cả lương thái phó cũng e dè như vậy? Hạ thừa tướng lo âu hỏi. Ta cũng không biết, lão phu nhân lắc đầu, thở hắt ra, vốn định dụ dỗ nàng ta trước nhưng không ngờ nó lại ngu xuẩn như vậy. Không thể đợi được nữa, hai ngày tới lập tức bảo phu nhân Nguyệt Nhung làm việc đi, nếu không một khi ý chỉ tứ hôn hạ xuống ngược lại sẽ khiến chúng ta không dễ ra tay. Bên kia đã sắp xếp thỏa đáng, hạ thừa tướng nhớ tới Liên thị, chỉ là bây giờ nàng ta đã mù, sợ là. Sợ cũng vô dụng, cho dù có người suy đoán nhưng chuyện đã chắc như đinh đóng cột, lại có người làm chứng, thì có thể làm gì tướng phủ của chúng ta chứ? Đáy mắt bà ta lóe lên vẻ hung tàn mãnh liệt. Chương 125, thứ mẫu phi muốn. Quay về Hạ Chí Uyển, Thương Mai lập tức muốn khám bệnh cho Liên thị, nhưng Liên thị lại giữ chặt tay cô nói, "Thương Mai, đi ngủ trước đi, có chuyện gì ngày mai lại nói." "Không, con trước. Nghe lời, bây giờ con cần phải ngủ một giấc thật ngon." Liên thị lại quyết tâm nói. Thương Mai nhìn gương mặt tái nhợt nhưng lại rất cố chấp của bà, biết bà đang đau lòng cho cô, lập tức đồng ý về phòng trước. Vết thương của Tiểu Khuyên đã lành lặn, dù mama chăm sóc rất cẩn thận, trong khoảng thời gian Thương Mai không có trong phủ, không có người nào dám đến quấy rầy cả. Dù mama không hỏi câu nào, hầu hạ Thương Mai xong rồi lập tức lui xuống. Thương Mai rất mệt, rất buồn ngủ, nhưng đầu óc lại nhanh chóng xoay chuyển.
Cô rất thắc mắc chuyện thủy thủ, nhưng cô cũng không muốn tìm hiểu đến cùng, bởi vì cho dù thủy thủ kia có nguồn gốc lớn đến cỡ nào thì bây giờ cũng đã ở trong tay cô rồi. Cũng không hề suy nghĩ đến những hành động mà phủ thừa tướng định làm với cô, thật ra đây là chuyện cần phải suy nghĩ đến nhất, nhưng bây giờ cô lại lo cho chuyện Mộ Dung Khanh quay về vương phủ hơn. Nghĩ đến đủ loại chuyện trước sau, thật ra người đứng sau sai khiến nhóm sát thủ thứ hai đã quá rõ ràng rồi, hắn phải đối mặt thế nào đây? Trước khi quay về, nghe bọn họ nói điều binh, lại nói băng bó kỹ lại miệng vết thương của hắn, có phải hắn đã biết được sau khi hồi phủ rồi có lẽ sẽ có một trận chiến ác liệt không? Những gì Thương Mai dự đoán, thật ra đã đúng 8-9 phần. Sau khi Mộ Dung Khanh giết chết mấy tên thích khách kia xong, Nam Hoài Vương đã đi trước, tin tức trong cung còn chưa được truyền ra ngoài, hắn sai người truyền lời đồn ra ngoài, nói mấy tên sát thủ thích khách kia đều bị Mộ Dung Khanh giết chết. Cho nên sau khi Mộ Dung Khanh ra khỏi cung, lập tức bị chặn đánh. Nam Hoài Vương đứng trên cổng thành, nhìn cảnh chém giết ở bên dưới. Hắn đã biết Mộ Dung Khanh có chuẩn bị sẵn từ lâu, cũng có đủ năng lực chạy thoát khỏi lần chặn giết này, nhưng mà cũng trận chặn giết này cũng rất cần thiết. Tối hôm nay hắn giết nhiều thêm một người thì sẽ lại có thêm một kẻ thù, mấy thích khách này đều có tổ chức mà đến, cũng không phải đơn độc một mình. Vương gia, quay về thôi. Một nữ tử mặc một quần áo màu trắng yên lặng xuất hiện ở sau lưng hắn, nhẹ nhàng nắm tay hắn, ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu vào gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của người nữ tử này, gần như ngay cả ánh trăng cũng phải đọng lại vì nó. Trong phủ Nhiếp Chính Vương, Quý Thái Phi ngồi ở sảnh chính trong của viện bà, tất cả những lồng đèn trắng được treo trong phủ đều đã bị tháo xuống, chuyện trong cung đã truyền đến tai bà rồi. Sau khi biết được tin tức này đến tận bây giờ, tay bà vẫn liên tục run rẩy. Bà không thích cảm giác mọi chuyện vượt tầm kiểm soát của bà thế này, không thể khống chế được mọi chuyện, làm bà cảm thấy vừa nóng vội vừa lo lắng vô cớ. Sự tồn tại của Hạ Thương Mai chính là kích thích mỉa mai lớn nhất đối với bà. Hai tên thị vệ đang quỳ gối trước mặt bà, run bần bật. Bọn họ nghĩ như thế nào cũng không ngờ được Hạ Thương Mai lại vẫn còn sống, nàng ta không biết võ công, nhảy xuống vách núi thì chắc chắn chỉ có con đường chết, nhưng nàng ta vẫn còn sống mà quay về. Thái Phi khẽ thở dài, không phải các ngươi quay về bẩm báo với ai ra là Hạ Thương Mai đã rơi xuống núi chết rồi sao? Vì sao nàng ta vẫn còn sống? Nếu Hạ Thương Mai không còn sống, dựa theo vết thương của A Khanh là không thể nào cứu về được nữa, khi ở trong phủ hắn cũng đã tắt thở, trên miệng vết thương còn rắc đầy đan dược, chỉ riêng loại đan dược này cũng đã đủ lấy mạng hắn rồi. Bà hỏi, giọng điệu lại vô cùng mềm nhẹ, mặt mày chẳng có chút lệ khí nào, thậm chí còn chẳng có ý muốn trách cứ. Quý Thái Phi, bọn ta thật sự đã nhìn thấy Hạ Thương Mai rơi xuống vách núi. Thị vệ gầy ốm giải thích, lại không dám nói thêm gì nữa, bởi vì bây giờ Hạ Thương Mai còn sống quay trở về đã là sự thật không thể bàn cãi được nữa. Quý Thái Phi đưa tay xoa xoa vùng giữa mày, nói với Tư Trúc cô, dẫn đi, cho toàn thây. Hai thị vệ nghe vậy lập tức sụi lơ nằm trên đất, hai người cũng không hề xin tha, bởi vì bọn họ biết xin tha cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ sẽ chọc giận Thái Phi làm bọn họ chết thảm hơn mà thôi. Tư Trúc cô giơ tay lên, ý bảo người bên ngoài bước vào kéo hai người bọn họ xuống. Ngoài cửa vang lên hai tiếng rên rỉ khe khẽ rồi không còn bất cứ tiếng động nào nữa. Có hạ nhân xách nước vào xúc rửa vết máu đỏ tươi trên thềm đá, vết máu chảy dọc theo thềm đá rồi thấm vào dưới cây hòe trong viện. Gốc cây hòe này được máu tươi nuôi lớn, cành lá tươi tốt, thân cây rất khỏe mạnh, hai người cũng ôm không hết. Ai ra muốn ra ngoài sân ngồi, chờ nhi tử của ai ra quay về. Quý Thái Phi đứng dậy, bước chân có hơi loạng choạng. Bà ngồi trên ghế nằm dưới gốc cây hòe, cơ thể hơi ngửa ra phía sau, nửa nằm nhìn lên ánh trắng trên bầu trời, ngôi sao mờ nhạt đến mức gần như không thể nhìn thấy được. Tư Trúc cô vẫn luôn đứng phía sau lưng bà, mùi máu tươi sộc vào mũi, làm nàng buồn nôn mấy lần. Chỉ khi ngửi được mùi máu tanh thế này ai ra mới cảm thấy vững lòng. Quý Thái Phi lại thở dài nhẹ nhẹ. Tư Trúc cô nói, Thái Phi, không bằng vào nghỉ ngơi sớm một chút đi. Không cần, nhi tử của ai ra sắp về rồi, cứ ở chỗ này chờ thôi. Khóe môi Quý Thái Phi nở nụ cười nhợt nhạt, ngay năm hắn ra đời, ai ra được tiên đế phong làm Quý Phi, ai ra đặt toàn bộ hy vọng lên người hắn. Nhưng mà khi hắn dần lớn lên, dần lộ rõ tính cách, ai ra đã biết ngay không thể dựa vào hắn được, nhưng ai ra vẫn nguyện ý dốc lòng vì hắn. Tư Trúc, ngươi biết không? Chỉ cần hắn nói hắn muốn bước lên vị trí hoàng đế, ai ra sẽ không màng mọi thứ giúp đỡ hắn, dọn sạch tất cả những thứ cản đường cho hắn,
để hắn có thể vẻ vang mà bước lên vị trí cửu ngũ kia. Tư Trúc cô khẽ nói, mỗi người đều có chí riêng. Quý Thái Phi bật cười, cười có chút kinh khủng, người xem, hắn trở về rồi, kéo theo cả người toàn là mùi máu, chắc chắn hắn đã trải qua một trận chiến đẫm máu, hắn là người thắng, đến tham kiến vị mẫu phi thất bị của hắn. Tư Trúc cô nhìn ra ngoài, lắc đầu, vương gia vẫn chưa về. Quý Thái Phi từ từ nhắm mắt lại, vậy sao? Ai ra ngửi được mùi máu tươi, còn tưởng là hắn đã quay về, không sao, ai ra chờ là được, cuối cùng rồi hắn cũng muốn tìm ai ra tính sổ, ai ra muốn cho hắn biết, tất cả lỗi lầm đều là do hắn không có chí tiến thủ. Bà ngủ rồi, mơ một giấc mơ, trong mơ có một cậu bé trai cứ luôn nắm tay bà đi đến bên hồ dạo chơi, bé trai kia nở nụ cười ngây thơ biết bao. Hắn nói, mẫu phi, sau này nhi thần muốn xây dựng một gian nhà gỗ ở nơi này cho người, để ngày nào người cũng có thể nhìn thấy mặt hồ nước lăn tăn Bà muốn nói bà không muốn nhà gỗ, từ trước đến giờ bà chưa từng muốn nhà gỗ gì cả. Đột nhiên tỉnh dậy, bà có hơi ngơ ngác, theo bản năng định tìm Tư Trúc cô ở đâu. Mẫu phi đã tỉnh rồi, giọng nói lạnh băng vang lên bên tai bà, cơ thể bà run lên, quay đầu lại nhìn thấy có một người đang ngồi cạnh bà, xung quanh người này tỏa ra hơi thở lạnh băng, mùi máu tươi nồng nặc xông thẳng vào mũi, lần này, bà không còn cảm thấy mùi máu tươi này dễ ngửi nữa, chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn. Bà từ từ dựa cơ thể vào ghế, giống như nằm dài trên ghế là tư thế an toàn nhất. Người đã quay về, tốt lắm, bà nhẹ nhàng thở dài, nghiêng đầu nhìn hắn. Sau đó vươn tay vuốt ve mặt hắn, lúc nãy ai ra vừa mới nằm mơ, mơ thấy người nói sẽ xây cho ai ra một gian nhà gỗ ở cạnh bờ hồ, có phong cảnh rất xinh đẹp. Mộ Dung Khanh đang gọt một quả lê, đã tách hoàn toàn vỏ và thịt quả ra, giọng nói trầm thấp, lộ ra vẻ cô đơn không thể diễn tả thành lời, lúc đó con cũng không biết mẫu phi không thích nhà gỗ bên hồ. Thứ mẫu phi thích, cho dù người có thích, cũng sẽ không đi tranh đoạt. Bà nhẹ nhàng nở nụ cười. Chuyện cũ lướt nhanh qua trong đầu như cảnh trong mơ, cùng với một tia sát khí đột nhiên dâng lên rồi lại biến mất trong hai mắt. Chương 126, giết chết đạo đức. Hắn tiếp tục gọt quả lê, nói, bởi vì, đó không thuộc về mẫu phi. Hắn ngẩng đầu, trên mặt có vết máu đọng, cằm hơi nhếch lên, râu nhú xanh xanh, gương mặt kiên nghị tái nhợt. Bà đưa tay lau đi vết máu trên mặt hắn, vệt máu đã khô rồi, làm thế nào cũng không lau hết được. Đây là máu mà kẻ thù đã để lại trên gương mặt hắn. Bà lau mấy lần, nhưng chỉ phí công, đành buông tay xuống, nhìn quả lên trong tay hắn, sau khi hắn gọt xong thì dùng dao bổ đôi, rồi đưa một nửa cho bà, thời tiết nóng nực, ăn miếng lê giải khát. Tay của bà càng run lên, nhìn chằm chằm chắn, sắc mặt tái nhợt như người chết. Dường như bà không phân biệt được hiện tại là mơ hay là thực, trong lòng bà sợ hãi, bèn đứng dậy tìm Tư Trúc cô. Tư Trúc cô đứng ngay sau lưng bà nhìn Mộ Dung Khanh, vương gia, Thái Phi không thích ăn lê. Ăn một chút thôi, mẫu khí hỏa khí quá thịnh, lê giúp hạ hỏa, là bài thuốc tốt cho mẫu phi. Mộ Dung Khanh cắn một miếng lê ở nửa còn lại, nước lê vẩy ra, rơi vào mờ u bàn tay của mẫu phi. Giống như một đốm lửa nóng, bà cảm thấy tay mình bị phỏng, đột nhiên cầm nửa quả lê kia dùng sức ném đi, không, ai ra không ăn, ai ra không ăn. Bà đột nhiên đứng dậy. Hô lên, Tư Trúc, đỡ ai ra vào, ai ra mệt rồi. Tư Trúc cô đứng dậy đỡ bà, sau đó nhìn Mộ Dung Khanh, muốn nói giúp Thái Phi mấy câu, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Dung Khanh thì vẫn nuốt lại lời nói. Mẹ con chia lê, mẹ con biệt ly. Đây không phải do vương gia, mà là do Thái Phi tạo thành. Thái Phi đi rất nhanh, mặc dù là Tư Trúc cô đỡ bà, nhưng cuối cùng lại thành bà lôi kéo Tư Trúc đi, giống như sau lưng đang có ác quỷ đuổi theo vậy. Vào đến trong phòng, bà cầm một ấm trà, hung hăng đập xuống, thở hổ hển, gân xanh đều nổi lên, hai mắt nhô ra, Tư Trúc cô nhìn mà cảm thấy kinh khủng. Quý Thái Phi bất giận, Tư Trúc cô đau lòng nhìn bà, chí ít, vương gia còn sống đúng không? Mấy ngày này người vì cái chết của vương gia mà đau lòng, bây giờ vương gia trở về, không tốt sao? Ai ra thà rằng nó chết đi, Quý Thái Phi nghiến răng nghiến lợi nói, cũng còn hơn là về đoạn tuyệt với ai ra, có ý gì chứ? Gọt cho ai ra nửa quả lê là ý gì chứ? Không cần ai ra nữa sao? Không, không đúng, bây giờ phải là ai ra không cần nó. Thái Phi cần gì phải vậy? Nước mắt của Tư Trúc cô rơi xuống, mấy nay người ngủ không được là vì chuyện của vương gia, người cũng đau lòng khó chịu, bây giờ vương gia còn sống trở về còn quan trọng hơn bất cứ điều gì đúng không? Nó chết, ai ra đau lòng cho nó là tình cảm mẹ con,
nhưng nó còn sống trở về sẽ làm hỏng chuyện lớn của ai ra, ai ra thà rằng nó chết, thà đau buồn vì nó, ít nhất ai ra có thể không kiêng dè mà đặt tâm ý lên người lão bát. Tư Trúc, ngươi theo ai ra nhiều năm như vậy, ngươi còn không biết trong lòng ai ra nghĩ gì sao? Nước mắt nóng hổi của Tư Trúc cô rơi xuống, Vương gia là do một tay bà nuôi nấng, bà không có cách nào. Bà hé miệng, khẽ nói, thắng được người kia, leo lên vị trí thái hậu quan trọng như vậy sao? Quý Thái Phi nghe được lời ấy, vẻ mặt thay đổi, dường như không tin lời này là từ trong miệng Tư Trúc nói ra, ngươi hỏi ai ra có quan trọng không à? Ngươi nói xem có quan trọng không? Nhiều năm chủ tính như vậy chẳng phải vì một ngày này sao? Tiếng cãi vã của hai người truyền ra ngoài. Gió đêm làm cuộn lên ống tay áo của Mộ Dung Khanh, mặt trăng đã trốn trong mây, đèn lồng trong sân đã bị thổi tắt, trong bóng đêm tối tăm, hắn bước từng bước ra ngoài, bóng lưng cô đơn. Vương gia, Nghiêm Vinh đuổi theo, hắn ta cũng nghe được cuộc đối thoại giữa Quý Thái Phi và Tư Trúc cô, Quý Thái Phi đã không có ý định che giấu tâm tư của mình nữa. Quý Thái Phi đứng trước cửa sổ, nhìn Mộ Dung Khanh từng bước một đi xa, dường như bà lại thái được gương mặt với nụ cười ngây thơ của cậu bé lúc ngẩng đầu lên nhìn bà. Mẫu phi, khi con trưởng thành, con sẽ xây một căn gà gỗ nhỏ bên hồ, người sẽ có thể nhìn thấy phong cảnh bên hồ lớn rồi. Bà đột nhiên sợ hãi. Cậu bé đó cuối cùng vẫn bước ra khỏi sinh mạng của bà. Trong sân của Thái Phi phảng phất mùi màu tươi. Sáng sớm hôm sau, tiếng hét chói tai vang lên khắp phủ Nhiếp Chính Vương. Tư Trúc cô đỡ Quý Thái Phi ra, dưới tảng cây hòe có treo một thi thể, sắc mặt thi thể tái nhợt không còn một giọt máu, đầu lưỡi bị cắt đi, vứt tùy tiện trên mặt đất. Cổ của hắn ta có hai vết thương, một gần với vị trí mạch máu, máu vương khắp y phục tơ lụa, hắn ta bị người ta cắt cho máu chảy hết, dẫn tới mất máu mà chết. Hắn ta chính là vị đọa trưởng kia, Đào Đức, trước khi chết hẳn là hắn ta đã gặp phải kinh hãi cực lớn nên mới chết không nhắm mắt, trong mắt còn có thể nhìn thấy vẻ hoảng sợ trước khi chết. Chân Thái Phi như mềm nhũn, gần như đứng không vững. Nhanh gỡ xuống khiêng đi, sai người an táng cho tốt. Tư Trúc cô vội vàng dặn dò. Thái Phi run rẩy ngồi trên thềm đá, nhìn từng vệt máu đọng khô dưới bóng cây hòe, trên trán bà như rịn ra mồ hôi lạnh, vẻ mặt không biết là tức giận hay sợ hãi. Nó lại dám ra tay với Đạo Đức, thật sự muốn chống đối với ai ra. Thái Phi bắt đầu cười mỉa mai, không ngừng cười lớn. Vương gia không phải người chỉ biết ngồi chờ chết, Tư Trúc cô nhắc nhở. Nhưng ai ra là mẹ của nó không nên ra tay với người của ai ra. Bà đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Tư Trúc cô, người biết điều này có ý gì không? Nó đang không ngoan ngoãn nghe lời, ai ra cho là nó đoạn tuyệt với ai ra thì sẽ ngoảnh mặt làm ngơ với việc của ai ra, sẽ không để ý tới, không nhìn, không hỏi, chỉ tăng cường phòng bị. Nhưng mà nó lại trực tiếp ra tay, nó đã không niệm phần tình cảm mẹ con này với ai ra nữa rồi. Bà bỗng nhiên đứng dậy, nhanh chân đi vào, ai ra không sợ, ai ra còn có lão bát. Tư Trúc cô nhìn bóng lưng lạnh lùng cứng rắn của bà, nhẹ nhàng thở dài, sao mà vương gia không phản kích được. Là do người không niệm tình mẹ con trước, vì cái gì còn muốn vương gia niệm. Hắn chỉ ra tay với Đạo Đức, còn người lại muốn ra tay với con ruột của mình đấy. Hôm nay Thương Mai dậy từ sớm, đeo hòm thuốc ra ngoài. Đi tới Phủ Lương Vương, hạ nhân vào thông báo, còn mời cô dùng bữa sáng. Cô tùy tiện ứng phó một chút, hạ nhân liền đưa cô đi gặp Lương Vương. Lương Vương vừa rửa mặt xong, khí sắc tốt hơn trước đó khá nhiều, còn có cơ thiếp xinh đẹp hầu hạ bên cạnh. Hạ Thương Mai tham kiến Vương ra, Thương Mai hành lễ trước. Ngươi đến rồi, Lương Vương mặc một bộ y phục thường ngày màu trắng, vô cùng khoan khoái nhẹ nhàng. Sau khi đội mũ quan càng lộ ra vẻ anh tuấn đẹp đẽ. Thương Mai mỉm cười, vương gia nhìn tốt hơn nhiều rồi. Vẫn luôn dùng phương thuốc ngươi kê cho, đúng là có hiệu quả, thật sự vượt ngoài dự kiến của bản vương. Lương Vương đuổi cơ thiếp xuống, chỉ để lại một gã sai vặt hầu hạ. Trước khi cơ thiếp đi còn nhìn chằm chằm hạ Thương Mai một cái. Thương Mai bắt mạch cho Lương Vương, nghe nhịp tim, bởi vì không có dụng cụ khám bệnh, nên cô chỉ có thể dùng tay cảm giác. Cô cũng định sau căn cứ vào nguyên lý cơ bản của ống nghe làm một cái. Đúng là tốt hơn nhiều. Thương Mai ngẩng đầu, vương gia, trước kia có phải đầu của người từng chịu tổn thương? Trước kia, Lương Vương suy nghĩ một chút, có, nhiều năm trước rồi. Bị thương nghiêm trọng không? Đầu chảy rất nhiều máu, chân cũng bị gãy, hôn mê hai ngày mới tỉnh. Vẻ mặt Lương Vương như cứng ngắc lại, dường như không muốn nhớ về đoạn ký ức đó.
Thương Mai đoán hẳn là lần mà hắn cứu thái tử, một lần bị thương liền hủy đi cuộc đời hắn, cho dù là ai cũng không muốn nhớ lại. Chương 127, chờ ngươi ngóc đầu trở lại. Thương Mai suy đoán, nói chứng động kinh của vương gia hẳn là do một lần bị ngoại thương đó tạo thành, thật ra những năm này, thỉnh thoảng vương gia cũng bị tái phát đúng không? Lương Vương thản nhiên nói, đúng vậy, nhưng đều không nghiêm trọng. Vâng, Thương Mai gật đầu, để trị liệu chứng động kinh thì có hơi phiền phức, cần kiên nhẫn. Nếu như vương gia tin ta thì trong vòng 3 tháng, ta sẽ tới châm cứu cho vương gia. Cô không hề nhắc tới việc điều trị chân bị tổn thương của hắn và những vấn đề khác, chủ yếu là bây giờ còn chưa quá quen, sợ sẽ khiến hắn phản cảm, đến lúc đó từ bỏ trị liệu, cô không còn cách nào bàn giao với hoàng hậu. Dưới ánh mắt thù địch bốn bề, cô không muốn gánh cùng hoàng hậu, chỉ ý 3 tháng này có hoàng hậu bảo vệ, sẽ không có kẻ nào ra tay một cách trắng trợn với cô. Mạng của bản vương là do ngươi cứu về, còn có thể không tin ngươi sao? Lương Vương bật cười. Thương Mai nhìn hắn, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, hắn mặc hỉ phục đỏ chót, ngồi trên ngựa cao, uy phong lẫm liệt. Khi đó đối với cô mà nói, Lương Vương chính là ác ma. Thế sự vô thường, không ngờ không xa nhau lâu, cô lại cảm thấy Lương Vương cười đến vô cùng chính trực vô tư, không thể nín được cũng cười theo. Ngươi cười cái gì? Lương Vương thấy cô đột nhiên bật cười, liền hỏi. Không nói, nói thì vương gia sẽ giận. Thương Mai trả lời. Không nói, bản vương sẽ càng tức giận. Thương Mai để hắn nằm xuống, chuẩn bị châm cứu, sau khi châm cứu xong sẽ nói cho vương gia biết. Lúc này Lương Vương mới ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, hạ Thương Mai, lúc đầu ngươi là vương phi của ta, không ngờ sau này lại trở thành hoàng thẩm thẩm của ta. Chưa hẳn, Thương Mai lắc đầu, thế sự vô thường, hôm nay thế này, ngày mai sao biết sẽ thế nào. Chỉ cần ngươi dứt khoát cưới, hẳn là sẽ không có ai dám ngăn cản ngươi và hoàng thúc. Lương Vương nói. Thương Mai bắt đầu chọn huyệt châm kim, nhớ tới khoảng thời gian ở viện tử ngoại thành, lòng không khỏi trùng xuống, nếu như có thể mãi mãi bình yên như vậy thì tốt biết bao. Nhìn người đi, nhắc đến hoàng thúc, người giống như ăn đường. Lương Vương trêu ghẹo nói. Thương Mai thu lại tâm tình, thấy hắn cứ luôn nói tới hôn sự của mình và nhiếp chính vương, không khỏi hỏi, trong lòng vương gia không để ý chút nào tới việc ngày trước ta hủy hôn sao. Đã nói tha thứ cho ngươi rồi mà. Lương Vương phất tay, bản vương không giống nữ nhân các người, hẹp hòi như vậy, nói tha thứ là tha thứ, sẽ không thay đổi thất thường, vừa rồi ngươi cười cái gì thế? Thương Mai nhân tiện nói, nhớ tới ngày ta gặp vương gia, người ngồi trên ngựa chuẩn bị cưới ta, khi đó, trong lòng ta vẫn cảm thấy vương gia đáng sợ, nhưng bây giờ chung đụng nhiều, lại cảm thấy vương gia không phải kẻ độc ác như trong lời đồn đúng là khủng khiếp. Lương Vương hừ một tiếng, lời đồn đại có gì mà sợ? Không nghe không thấy là được. Hắn ngẩng đầu, chuyện tối qua, bản vương cũng nghe nói rồi, mẫu thân của ngươi không sao chứ. Thương Mai có chút giật mình, vương gia biết rồi. Có gì kỳ quái chứ? Trong kinh thành vốn không phải chuyện lớn, chuyện xấu truyền đi rất nhanh. Thương Mai ngẫm lại cũng đúng, bây giờ danh tiếng của tướng phủ đã lên ngọn sóng, có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Chuyện tối qua lại kinh động đến nha môn, hỗn loạn đến vậy, muốn giấu cũng không giấu được. Đúng vậy, tạ ơn vương gia đã quan tâm, mẫu thân của ta không có việc gì. Đang trị liệu thì có hạ nhân đi tới, vương gia, tướng phủ sai người đưa thiệp tới, nói ngày mai là đại thọ lão phu nhân, mời vương gia và Trắc phi nương nương qua uống chén rượu. Đưa đây, Lương Vương vươn tay, cuối cùng lại chỉ nhìn thiếp mời, người đi nói với Lệ phi một tiếng, bảo nàng ấy nếu muốn đi thì đi, không muốn đi thì báo lại, cho người đưa một phần lễ vật qua là được rồi. Thương Mai rất kinh ngạc. Thọ yến của lão phu nhân. Ngày mai. Sao trước đó không nghe nói qua? Với cả, tướng phủ còn dám đưa thiếp mời cho Lương Vương. Tướng phủ cảm thấy việc hủy hôn này thật sự là quá khứ rồi sao? Không đúng, trước đó hình như có nghe Tiểu Khuyên nói qua, sinh thần của lão phu nhân là vào cuối năm. Sao vậy, ngươi hy vọng bản vương đến chúc thọ tổ mẫu của ngươi à? Lương Vương thấy vẻ mặt thay đổi của cô thì hỏi. Không phải không phải. Thương Mai vội vàng lắc đầu, ta chỉ cảm thấy kỳ quái, thọ thần của lão phu nhân hẳn là vào cuối năm, cho dù tổ chức sớm cũng không sớm đến nửa năm chứ. Thương Mai bắt đầu cảm thấy có chút vấn đề, cho dù chuẩn bị thọ yến thì thời gian cũng quá vội vàng. Lương Vương thấy Thương Mai nói vậy thì bảo hạ nhân, báo với Lệ Phi, để ngày mai nàng cùng ta tới chúc thọ lão phu nhân. Rõ, hạ nhân quay người rời đi. Thương Mai ngước mắt nhìn Lương Vương,
bây giờ vương gia không cần thiết có mặt. Có trò vui để xem, bản vương không muốn bỏ qua, Hạ Thương Mai à, đương nhiên người nhà người không muốn cho ngươi được sống một ngày tốt lành, càng không muốn cho người được thở phào một cái. Thương Mai không đoán ra Lương Vương đang chế nhạo hay đang đồng tình, chẳng qua cảm thấy lời hắn nói rất có lý. Phụ thân của cô, tổ mẫu của cô, không muốn cho cô thở một cái. Sau khi trị liệu xong, Lương Vương sai người chuẩn bị xe ngựa, nói muốn tiễn cô về Nhiếp Chính Vương. Thương Mai có chút do dự, Nhiếp Chính Vương cũng không cho ta qua. Thương thế của hắn còn chưa có khỏi, đi xem một chút vậy. Lương Vương nói. Thương Mai nhìn hắn, vương gia mặc dù đang dưỡng thương trong phủ, nhưng cũng biết đến không ít chuyện. Chuyện nên biết đều phải biết, như thế cho dù bị người ta mưu hại, chết cũng có thể nhắm mắt. Lương Vương lạnh nhạt nói. Đây cũng là một lý luận mới. Thương Mai quả thực cũng không yên tâm với thương thế của Mộ Dung Khanh, vẫn nên đi xem một chút. Cô do dự, vương gia phái người đưa ta tới, người phải để người của người nói với Nhiếp Chính Vương, nói là người mạnh mẽ yêu cầu ta qua. Sông dài, Lương Vương liền đuổi cô đi. Hôm nay không phải tảo triều, Mộ Dung Khanh sai người đưa thiếp mời cho Kỳ Vương ra, mời hắn đến phủ gặp mặt. Tối qua Nam Hoài Vương chưa về, hôm nay sau khi vừa vào cửa đã thấy Mộ Dung Khanh đứng trong lương đình sai người chuyển bồn hoa trong hoa viên. Hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Khanh hồi lâu rồi mới đi tới, Hoàng Huynh. Mộ Dung Khanh quay người, ngồi trên thềm đá trong đình nghỉ mát từ trên cao nhìn xuống Nam Hoài Vương. Ai bảo ngươi về, Mộ Dung Khanh lạnh lùng hỏi. Mẫu hậu hạ chỉ để thần đệ về chịu tang, Nam Hoài Vương cũng dùng giọng điệu lạnh lùng đáp lại. Mộ Dung Khanh dứt khoát nói, thu dọn đồ đạc, về Nam Quốc đi. Nam Hoài Vương cười khẩy một cái, chỉ sợ không do Hoàng Huynh định đoạt. Mẫu hậu và mẫu phi đều không cho ta đi, ngươi dựa vào cái gì? Bằng việc ta là Nhiếp Chính giám quốc, bằng việc người của ngươi ở ngoài thành đều bị ta khống chế. Trong con ngươi của Mộ Dung Khanh ánh lên vẻ nguy hiểm. Ngươi, Nam Hoài Vương căm hận nhìn hắn, ta là đệ đệ ruột của ngươi, sao ngươi lại dồn ép không tha đến vậy? Vì sao ngươi không chịu buông tha cho ta? Nếu như ta không buông tha cho ngươi, những năm này ngươi có thể an tâm làm vương gia ở Nam Quốc sao? Trên mặt Mộ Dung Khanh không có một tia dư thừa, ta cho ngươi thời gian một ngày, sau một ngày mà ngươi còn ở trong kinh thì ta sẽ giết chết ngươi. Ngay cả mẫu phi mà ngươi cũng không quan tâm mà, ta vừa đi, ngươi nhất định sẽ đau lòng muốn chết. Nam Hoài Vương vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi. Mộ Dung Khanh phẩy tay áo bỏ đi, để lại một câu lạnh băng, bà ấy sẽ không đau lòng, bà ấy sẽ vẫn đứng lên chủ tính vì ngươi, chờ ngươi ngóc đầu trở lại. Chương 128, bọn họ không phải con của cha ngươi. Mộ Dung Khanh vừa đi được vài bước liền nhìn thấy Thương Mai đứng dưới tàng cây hoa quế, khuôn mặt của cô có chút xấu hổ, không khỏi lúng túng vì lỡ chen vào cuộc trò chuyện giữa hai huynh đệ. Nhưng Mộ Dung Khanh lại vô cùng tự tại, giống như vừa rồi không hề nói bất cứ điều gì tuyệt tình, đến đây. Là Lương Vương cứ khăng khăng muốn ta tới, Thương Mai giải thích, hắn không bảo nàng tới thì nàng sẽ không tới sao. Mộ Dung Khanh nhướng mày nhìn cô. Thương Mai ôm hòm thuốc, nhìn chàng qua ánh mặt trời, chết tiệt, hôm nay chàng đẹp quá. Nào, vương gia vẫn là bệnh nhân của ta. Vào phòng đi, Mộ Dung Khanh xoay người bước đi, Thương Mai vội vàng đuổi theo, bước chân của chàng rất nhanh, cô đuổi theo quính cả chân nên hoàn toàn không có thời gian để ngắm nhìn phong cảnh dọc đường. Vào phòng, Mộ Dung Khanh liền nhanh chóng cởi xiêm y, ngồi trên ghế, hãy kê một ít thuốc hay. Chốc nữa bổn vương uống rượu cùng Kỳ Vương. Ta phản đối. Vô hiệu, Mộ Dung Khanh dứt khoát nói. Thương Mai đặt hòm thuốc xuống, nhíu mày, vương gia không phải phải là người mất lý trí như vậy. Uống rượu thì liên quan gì tới lý trí? Tiệc rượu ảnh hưởng đến thương thế, làm chậm tốc độ hồi phục. Liệu có khỏi hẳn không? Mộ Dung Khanh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt rối rắm của cô. Thương Mai cúi người kiểm tra tình hình kết vảy của miệng vết thương, sẽ khỏi. Vậy thì đừng nói những lời vô nghĩa ấy nữa, nàng còn chưa gả qua đây đã quản chuyện nọ chuyện kia rồi. Thương Mai nghiến răng, vương gia là bệnh nhân bất hợp tác nhất mà ta từng gặp. Bởi vì bổn vương không chỉ là bệnh nhân mà còn là vị hôn phu của nàng nữa. Chàng chậm rãi liếc nhìn cô rồi bình thản nói. Sắc mặt Thương Mai ửng đỏ, vì không muốn để chàng nhìn thấy nên cô cúi gằm mặt làm ra vẻ kiểm tra miệng vết thương. Chàng hãy nằm xuống đi, ngồi như vậy ta khó kiểm tra vết thương lắm. Thương Mai nói sang chuyện khác. Không nằm, cứ vậy mà bôi thuốc, chỉ lát nữa là vương gia tới rồi. Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai đành phải cúi người,
bôi thuốc được điều chế ở ngoại ô kinh thành lên vết thương của chàng. Hai người ghé sát vào nhau, hơi thở của chàng phả lên đỉnh đầu cô, ngón tay lướt qua vết thương, trên ngực chàng đã cảm nhận được tiếng tim đập rất có quy luật. Cô hơi hụt hẫng, bởi vì cô cảm thấy nhịp tim của mình rất bất thường. Cô vội vàng bôi thuốc để che đi nhịp tim đập nhanh của mình, sắc mặt đỏ bừng, giả vờ thu dọn đồ đạc trong hộp thuốc, bình tĩnh dặn dò, không được uống rượu, không được ăn măng, không được ăn thịt bò, lại càng không được ăn bất kỳ thức ăn gây dị ứng nào. Mộ Dung Khanh mặc quần áo, nghe thấy cô lải nhải, đang muốn phản bác thì thấy cửa bị đẩy ra, giọng nói phấn khích của Tiêu Thác vang lên, tìm được rồi, tìm được nữ nhi Hồng Lâu năm rồi. Nhưng vừa nhìn thấy Thương Mai, giọng nói của hắn liền im bặt, hơn nữa hắn còn ôm chặt bình rượu vào lòng, nhìn Thương Mai với sắc mặt tràn ngập địch ý, sao ngươi cứ như âm hồn không tan thế hả? Thương Mai không nói gì. Mẫu thân ngươi không sao chứ? Tiêu Thác cẩn thận đặt rượu xuống, hỏi Thương Mai. Thương Mai còn chưa trả lời, Mộ Dung Khanh liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tô Thanh chưa nói với ngươi sao? Tối hôm qua đã xảy ra chuyện, Tiêu Thác thản nhiên nói. Mộ Dung Khanh nhìn Thương Mai, nàng nói đi. Thương Mai thu dọn xong hòm thuốc liền kể lại chuyện tối qua một lượt. Mộ Dung Khanh nghe xong cũng không nói gì mà chỉ ừ một tiếng, sau đó dặn dò Tiêu Thác, ngươi hãy đưa nàng về, còn nữa. Chàng gọi Tiêu Thác lại rồi kề vào tai Tiêu Thác nói mấy câu. Tiêu Thác a lên một tiếng và cầm lấy hòm thuốc của Thương Mai, đi thôi, quay đầu lại lát nữa chúng ta có khách. Thương Mai trộm nhìn Mộ Dung Khanh, muốn dặn dò thêm vài câu. Nhưng cô cảm thấy mình có nói cũng chẳng ích gì, nói rồi chàng cũng chẳng để vào tai nên không dài dòng nữa, lập tức cùng Tiêu Thác đi ra ngoài. Ra đến cửa phủ thì Nam Hoài Vương cũng đi ra. Hắn vẫn luôn quan sát Thương Mai, đối với lai lịch của Hạ Thương Mai, hắn cũng đã lần mò ra được gì đó, lúc trước hắn không để bụng, nhưng có thể đào thoát khỏi hai tên thị vệ và sống sót trở lại sau khi rơi xuống vách đá không phải là chuyện đơn giản. Nhưng điểm mấu chốt là Mộ Dung Khanh không bài xích cô mà còn đồng ý cưới cô làm chính phi. Vương gia, Thương Mai khẽ nhún người, ánh mắt của Nam Hoài Vương rất tự phụ nên cô cực kỳ không thích. Hạ Thương Mai, Nam Hoài Vương cười khẽ nhưng ánh mắt vẫn không thu liễm mà tiếp tục nhìn chằm chằm Thương Mai không chút kiêng dè. Vâng, Thương Mai đáp. Tiêu Thác nói với Nam Hoài Vương, nếu Vương gia có việc gì thì bổn tướng phải đưa nàng ấy đi rồi. Nam Hoài Vương nhìn Tiêu Thác. Thấy Tiêu Thác nên hắn cũng giữ ý, nụ cười lại càng thêm tự phụ, quỷ dị, được, đi đi. Thương Mai lại nhún người rồi xoay người mà đi. Ra khỏi cổng phủ rồi nhưng cô vẫn cảm thấy Nam Hoài Vương đang nhìn chằm chằm mình, khiến cô dần hết cả da đầu. Vừa rồi Vương gia đã nói gì với ngươi? Thương Mai nhìn không được tò mò hỏi. Bảo ta tìm vài người đánh cha ngươi một trận, Tiêu Thác vẫn không thay đổi sắc mặt, nói. Không nói còn đỡ. Đường đường nhiếp chính vương sao lại có thể tìm người đánh một tên vô lại chứ? Tiêu Thác đưa Thương Mai trở lại tướng phủ thì thấy tướng phủ quả nhiên đã bắt đầu răng đèn kết hoa. Tiêu Thác lấy làm lạ hỏi, tướng phủ lại muốn bán con gái. Thương Mai tức giận liếc Tiêu Thác một cái, anh đừng nói thẳng tuột như vậy được không? Tất cả mọi người đều biết, hạ thừa tướng hiện giờ là một lòng một dạ bán con gái cầu vinh. Đúng là có chuyện này. Ngày mai là thọ yến của lão phu nhân. Thương Mai nói, ôi chao, Tiêu Thác trầm ngâm. Sau khi hồi phủ, Thương Mai bắt đầu kiểm tra nguyên nhân khiến Liên Thị bị mù, và nói chuyện thọ yến ngày mai với Liên Thị. Du Ma Ma đuổi Thùy Nga đi ra ngoài rồi thản nhiên nói, đại tiểu thư, gần đây Trần Ninh gần đây luôn tìm đến phu nhân Nguyệt Nhung. Trần Ninh, Thương Mai nheo mắt, chẳng lẽ lại dùng thủ đoạn cũ? Du Ma Ma nói, nô tỳ đã sai người điều tra. Tên Trần Ninh này thỉnh thoảng có lui tới với nhị thẩm của đại tiểu thư là Lưu Thị, hơn nữa, hắn không chỉ trơ trẽn mà còn là một tên phải dùng tiền mới đuổi đi được. Vậy sao, Thương Mai kéo dài âm cuối, trong lòng có chút đắn đo. Liên Thị nói, canh giờ của lão phu nhân không phải ngày mai, nhưng lại chọn ngày mai để tập trung mọi người lại, chắc là nhằm vào chúng ta mà đến. Mẫu thân ở trong cung không nói đỡ cho ông ta, lại càng không để cho ông ta lợi dụng, nên ông ta nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Mẫu thân, kẻ thất phu vô tội, còn người có công lại mang tội, ông ta biết người có năng lực hiệu triệu sĩ tử, nếu người không để cho ông ta lợi dụng thì ông ta nhất định sẽ không để người sống cho kẻ khác lợi dụng. Thương Mai nhanh chóng phân tích. Du Ma Ma nói, còn một điểm nữa, tờ hưu thư hủy hôn được ném trước cửa tướng phủ ngày đó chẳng khác nào vạch trần tướng phủ để cho mọi người chỉ trỏ, nên nếu ông ta muốn diệt trừ phu nhân nhất định sẽ ra tay ngay lúc đó,
chỉ khi xác nhận rằng phu nhân đúng như trong hưu thư nói, thì tướng gia mới có thể lấy lại thể diện, tiếp tục đường hoàng làm thừa tướng. Cho nên, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục dùng Trần Ninh, bởi vì Trần Ninh thường xuyên đến tướng phủ, hạ nhân trong phủ đều biết. Đúng vậy, tên Trần Ninh này là một kẻ có thể dùng tiền để mua chuột. Hơn nữa, Du Ma Ma nhẹ giọng nói, đại tiểu thư có thể điều tra chuyện trước kia giữa Trần Ninh cùng phu nhân Nguyệt Nhung, tất cả mọi người trong kinh đều biết. Thương Mai hiểu điều này, trước đây cô từng nghi ngờ nhưng không có bằng chứng để chứng minh. Liên Thị bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên, Hạ Oanh Nhiễm cùng Lâm Lâm có khi cũng không phải là con của ông ta. Chương 129, ngày mừng thọ. Tuy rằng mấy ngày gần đây tướng phủ đã gây ra rất nhiều thị phi cũng đang trên đỉnh sóng gió, nhưng bữa tiệc sinh nhật của lão phu nhân vẫn có rất nhiều người đến dự. Về việc họ đến vì nể mặt hay đến vì không muốn bỏ lỡ náo nhiệt thì chẳng biết được. Hạ thừa tướng mời sứ thần Bắc Mạc là Kỳ Vương ra, lão phu nhân thì mời Thôi Thái Phi, danh sách khách quý của Thọ Yến hôm nay so với danh sách tân khách trong ngày Hạ Thương Mai được gả cho Lương Vương ngày đó chỉ có hơn chứ không kém. Dựa theo quy củ, vào ngày Thọ Yến, trước khi tân khách vào cửa, Thương Mai cùng Liên Thị đều phải đến chúc thọ lão phu nhân, cả nhà cùng ăn chút mì thọ, đây là quy củ năm ngoái. Sáng sớm hôm nay, Lam Ngọc cô trong phòng lão phu nhân liền đến bảo Thương Mai cùng Liên Thị đến thỉnh an, chúc thọ trước. Mắt của mẫu thân bất tiện, ta đi là được rồi. Thương Mai nói. Lam Ngọc cô nói, đại tiểu thư, lão phu nhân đã dặn phải mời phu nhân cùng đến. Ta nói mắt của người không tiện, không đi, người không nghe sao? Thương Mai lạnh lùng hỏi. Lam Ngọc cô không hề úy kỵ, lạnh lùng thốt, đại tiểu thư nổi giận với nô tài như chúng ta thì có ích gì? Có bản lĩnh hãy đi nổi giận với lão phu nhân ấy, đây là phân phó của lão phu nhân, hy vọng đại tiểu thư nhớ cho rằng, cho dù có một ngày người sẽ trở thành nhiếp chính vương phi, nhưng hiện tại thì người vẫn chỉ đại tiểu thư của tướng phủ mà thôi, người vẫn phải quỳ gối trước mặt lão phu nhân cung kính gọi một tiếng tổ mẫu. Du Ma Ma nghe được lời ấy, liền lạnh lùng đáp trả, người còn biết nàng là đại tiểu thư sao? Có nô tài nào đi nói chuyện với đại tiểu thư như vậy hả? Cũng vì là đang ở tướng phủ. Nếu đổi lại ở trong cung, một cô lâu năm mà không hiểu quy tắc như ngươi đã sớm bị lôi ra đánh 30 đại bản rồi. Lam Ngọc cô hoàn toàn không sợ Du Ma Ma, đúng vậy, ta biết Du Ma Ma là ở trong cung, nhưng hiện tại đang ở tướng phủ, trong tướng phủ này, lão phu nhân chính là trời, nếu không nghe lời thì ngay cả nô tài cũng không bằng. Nói xong, nàng ta khinh miệt liếc nhìn Thương Mai một cái rồi xoay người mà đi. Du Ma Ma tức giận đến phát run, tướng phủ này đúng là vô pháp vô thiên. Trước khi đến đây, bà cũng biết tình hình của Thương Mai ở tướng phủ cũng chẳng lạc quan gì mấy nhưng không ngờ lại không tài nào chịu nổi như vậy, không nghĩ tới như vậy đích không chịu nổi, ngay cả một nô tài cũng có thể tùy ý quát tháo. Nhưng nhớ lại lúc bà ra khỏi cung để đón Thương Mai vào cung, tình huống đại khái cũng không khác biệt lắm. Bà nhìn Thương Mai, thấy dáng vẻ của cô không chút tức giận, không thể không nói, đại tiểu thư không tức giận sao. Thương Mai thản nhiên nhướng mày, ma ma. Mới bấy nhiêu đã tức giận rồi sao? Người cũng thiếu kiên nhẫn quá rồi. Du Ma Ma hơi kinh ngạc, đúng vậy, bà vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, mới bị tên nô tài này đâm chọt hai câu liền mất kiên nhẫn, không khỏi tự cảm thấy có chút thất vọng, lão nô sốc nổi rồi. Thương Mai biết bà ở trong cung hoàng hậu đã quen ra lệnh, đến phủ này làm người bên cạnh cô, phải chịu sự khinh bỉ còn phải nhìn sắc mặt nên hiển nhiên là không quen. Không thành vấn đề. Những kẻ ăn nói để tiện như vậy luôn chết nhanh hơn người khác. Thương Mai xoay người đi vào, phiền ma ma trang điểm cho ta một chút, thoa phấn dày để người ta không thể nhìn ra vết sẹo trên mặt ta. Vâng, Du Ma Ma đi vào theo. Sau khi vào trong, Thương Mai lớn tiếng nói với Du Ma Ma, ma ma, mắt của mẫu thân ta bất tiện, sợ là sẽ không dự được yến hội tối nay, nhưng cứ rầu rĩ trong phòng mãi cũng không tốt, lúc rảnh rỗi bà hãy đưa mẫu thân ta ra hồ dạo một lát để bà ấy bớt buồn. Vâng, lão nô biết rồi, Du Ma Ma nói. Bà quay đầu lại thì thấy Thủy Nga đứng ở một bên, liền quát lớn, còn không nhanh vào phòng phu nhân hầu hạ. Cứ đứng được ra đó làm gì, chút việc ấy cũng không hiểu. Thủy Nga oán hận liếc nhìn Du Ma Ma, vâng. Từ sau chuyện Trần Ninh lần trước, đại tiểu thư vẫn luôn phòng bị nàng ta cũng đã mấy lần nói chuyện với quản gia Hạ Đoàn, muốn được điều đi nơi khác, nhưng quản gia vẫn không đoái hoài. Nàng ta không thể ở đây được nữa, lão phu nhân thì càng ngày càng không thích đại tiểu thư, ở lại Hạ Chí Uyển này sẽ không có ngày ngóc đầu lên được. Lúc Thương Mai mang theo tiểu khuyên viện của lão phu nhân chỉ thấy mấy đứa con của nhị thúc đã đến,
nhị thẩm Lưu Thị đưa theo bọn chúng đến chúc thọ lão phu nhân. Lão phu nhân vẫn còn đang ở trong phòng thay đồ, trang điểm, những người đến thỉnh an đều đang ở trong sân, hạ nhị thúc cùng hạ thừa tướng đang nói chuyện bên cây chuối, quay lưng lại với mọi người. Nhìn thấy Lưu Thị, Thương Mai liền nhớ tới lời của Du Mama, Lưu Thị thật sự qua lại cùng Trần Ninh. Hôm nay, Lưu Thị ăn mặc rất nổi bật, tuy rằng đã sắp bước sang tuổi 30 nhưng vẫn giữ được sức hút khó cưỡng như trước. Chiếc váy dài màu đỏ lựu bằng lụa nhẹ nhàng ôm sát cơ thể phô ra bộ ngực đẫy đà, trên gương mặt được bảo dưỡng cẩn thận không có lấy một nếp nhăn, nàng ta đang cùng phu nhân Nguyệt Nhung trò chuyện, hai người đứng cùng nhau nhưng rõ ràng nàng ta đẹp hơn phu nhân Nguyệt Nhung. Hiển nhiên là do phu nhân Nguyệt Nhung hiện giờ đang bị thương, sắc mặt tái nhợt được che phủ bởi lớp phấn dày cộp, dáng người cũng tương đối lùn, không có xuất thân như mọi người, mấy năm nay cũng không tu dưỡng khí chất, cho nên dù cho đầu gắn đầy châu báu thì cũng không khỏa lấp được bộ dáng của lũ nhà giàu mới nổi. Lưu Thị cùng phu nhân Nguyệt Nhung rất hợp tính nhau, Lưu Thị cũng đặc biệt thích lui tới cùng phu nhân Nguyệt Nhung, bởi vì phu nhân Nguyệt Nhung có xuất thân không tốt khiến cho nàng ta có cảm giác vượt trội. Lưu Thị cũng có xuất thân như mọi người, là danh môn khuê tú, đương nhiên, nàng ta sẽ không cố tình thể hiện sự vượt trội của mình trước mặt phu nhân Nguyệt Nhung, chỉ là bất cứ khi nào tham dự các dịp lễ lớn nhỏ, nàng ta đều sẽ cố ý đi cùng phu nhân Nguyệt Nhung, dùng vẻ bên ngoài của mình để đàn áp bà ta. Loại tâm lý bù đắp cho nhau này xuất phát từ việc phu quân của nàng ta chỉ là một thị lang của hình bộ chứ không được như phu quân của phu nhân Nguyệt Nhung là thừa tướng đương triều. Nàng ta cũng không thích Liên Thị. Lại càng không thích Thương Mai, thật ra mà nói thì không phải bởi vì ghen tị, mà là bởi vì lão phu nhân không thích, nàng ta muốn lấy lòng người lớn trong nhà nên chỉ có thể đi theo lão phu nhân không thích Liên Thị cùng Thương Mai. Cảm giác về sự vượt trội và cùng sự bài xích đối mẹ con Hạ Thương Mai cũng lây sang cho con gái của nàng ta là Hạ Phương Nhi. Con gái của Lưu Thị là Hạ Phương Nhi từng cùng Hạ Oanh Nhiễm bắt nạt nguyên chủ Hạ Thương Mai, là một người vô cùng điêu ngoa, cay độc và dã man. Cái lần Thương Mai hối cũng là lúc nàng ta theo Lưu Thị trở về nhà mẹ đẻ nên không được chứng kiến cảnh tượng ấy. Giờ phút này nhìn thấy Thương Mai đi vào, nàng ta lập tức bày ra vẻ mặt trào phúng, ái chà, đây không phải đại tiểu thư của tướng phủ chúng ta sao? Uy phong nhỉ? Nhưng Thương Mai ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta lấy một cái, trực tiếp lướt qua. Hạ Phương Nhi chưa bao giờ chịu sự khinh thường như vậy, trong lòng đột nhiên tức giận, Hạ Thương Mai, người đứng lại. Thương Mai quay lại nhìn nàng ta, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, có chuyện gì không? Hạ Oanh Nhiễm đi lên nói với Hạ Phương Nhi, muội muội, chớ chọc nàng ta, cẩn thận nàng ta lại dùng dao đả thương người đó. Hạ Phương Nhi hừ một tiếng, nàng dám, có cho nàng ta cả thúng lá gan, nàng ta cũng không dám làm như vậy. Ngày trước cũng không ít lần bắt nạt Hạ Thương Mai, mỗi một lần bị đánh bị ức hiếp, nàng ấy liền như con rùa trốn ở góc phòng lau nước mắt. Ngay cả khóc cũng không dám khóc thành tiếng. Hôm nay Hạ Oanh Nhiễm đã khiêu khích không ít trước mặt Hạ Phương Nhi khiến Hạ Phương Nhi ngập tràn lửa giận với Thương Mai nên không muốn bỏ qua cho cô. Thấy Thương Mai không tiếp lời, nàng ta liền tiến lên huých vào vai Thương Mai, hung dữ nói, câm điếc à. Nói chuyện đi, không phải ngươi rất uy phong sao? Dao của ngươi đâu, lấy ra làm ta bị thương đi, để xem ngươi có bao nhiêu cái đầu để rơi. Chương 130, mời phu nhân lần nữa. Lưu Thị và phu nhân Nguyệt Nhung đứng cạnh nhau nhìn sang, trên gương mặt Lưu Thị mang vẻ kiêu ngạo nhìn tất thảy bằng nửa con mắt, nhưng những lúc tham gia yến tiệc cùng mọi người như thế này, bà ta đều sẽ như vậy, vì Liên Thị gần như không bao giờ xuất hiện, còn phu nhân Nguyệt Nhung, trên danh phận là phu nhân, nhưng đó cũng chỉ là xưng hô, từ đầu đến cuối bà ta chỉ là thê thiếp, vậy nên khi bà ta đứng đây với thân phận nhị phu nhân nhà họ Hạ liền có phong thái tư thế của nữ chủ nhân. Bà ta nhìn con gái mình chất vấn Hạ Thương Mai. Gương mặt hiện lõi ý cười đầy nông cạn, bà ta lại nhìn vết thương trên trán phu nhân Nguyệt Nhung rồi bảo Hạ Phương Nhi, không được ra tay, tùy ý dạy bảo mấy câu là được rồi. Câu này của bà ta thực chất là nói với phu nhân Nguyệt Nhung, bà xem đi, các người ức hiếp Hạ Thương Mai toàn thân thương tích, một kẻ hủy dung một kẻ bẻ gãy ngón tay, nhưng Hạ Thương Mai không thèm ra tay với các người, suy cho cùng, bà là thím hai của Hạ Thương Mai, lại là phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng, không giống loại thê thiếp như bà ta. Hạ nhị thúc và Hạ thừa tướng cũng nhìn qua đó, Thương Mai ngẩng đầu, ánh mắt bắt gặp khuôn mặt của Hạ thừa tướng làm cô sững người. Khuôn mặt này có thể dùng từ đặc sắc để miêu tả, hai mắt thâm quầng, sống mũi cong vẹo, môi sưng vù, hai bên gò má gầy vết thương bầm tím, nhìn qua là biết do bị đấm. Thừa tướng đương triều mà lại bị người ta đánh cho một trận.
Thương Mai nhớ lại lời Tiêu Thác nói, không thể không thầm nghĩ rằng, chẳng nhẽ thực sự là do Tiêu Thác sai người đánh ông ta ư. Hạ Phương Nhi thấy Thương Mai không nói gì, tưởng rằng cô đang sợ hãi liền bước lên một bước, chỉ thẳng vào mặt cô nói, cô xin lỗi phu nhân Nguyệt Nhung và nhị tỷ ngay lập tức, nếu không hôm nay tôi sẽ đánh gãy chân cô. Hạ thừa tướng nghe thấy vậy thì mặt mày tối sầm, ông vốn hiểu rõ tính tình của hai mẹ con Lưu Thị, họ đều là những người hay nói dai những chuyện còn con, thích ra oai, ngày trước thì không nói, nhưng hôm nay không thể để tính xấu của bọn họ làm hỏng chuyện được. Nhất là Hạ Phương Nhi từ nhỏ đã luyện võ, mặc dù nói cũng là biết khoa chân múa tay, nhưng nếu gây ra sát thương gì để cho khách khứa ở đây nhìn thấy thì lại không hay. Ông ta nói với Hạ Nhị Thúc, ông ra bảo với Phương Nhi một tiếng, hôm nay là ngày vui của bà, đừng làm loạn. Hạ Nhị Thúc lại không để ý, Hạ Thương Mai kia ra vẻ cũng hơi láo xược đấy, để Phương Nhi dạy dỗ nàng ta đi. Làm càn, muốn dạy dỗ thì dạy dỗ lúc nào chẳng được. Nhìn xem có bao nhiêu quan khách có mặt ở đây, chuyện này để người ngoài nhìn thấy thật chẳng hay ho gì. Hạ Nhị Thúc cào nhàu trong lòng, tướng phủ này bây giờ còn mặt mũi gì nữa đâu, mà đây cũng không phải lần đầu bị quan khách chê cười, làm thế thì đã sao. Nhưng trước uy thế của huynh trưởng, ông ta chỉ đành trách móc một câu, Phương Nhi, nói ít thôi. Hạ Phương Nhi nghe thấy cha trắng mắng, bèn căm phẫn trừng mắt với Hạ Thương Mai, ngươi cứ chờ đấy. Hạ Oanh Nhiễm thấy Hạ Phương Nhi dễ dàng bỏ qua cho Thương Mai, sao lại thế được. Nàng ta cười cười, thôi, muội cũng không tính toán gì với nàng ta nữa, dù gì ngày trước nàng ta cũng toàn thích nói muội muội thô lỗ không có giáo dục, sau này sẽ chẳng tìm được nhà phu quân nào tốt. Hạ Phương Nhi ghét nhất là bị người ta nói là thô lỗ, nghe thấy lời xúc dục của Hạ Oanh Nhiễm, lập tức nổi giận đùng đùng, nàng ta không nghe theo lời trách mắng của phụ thân nữa, giơ nắm đấm dùng lực toàn thân xông thẳng vào Hạ Thương Mai. Khi Thương Mai nhìn thấy nắm đấm của nàng ta chuyển động thì biết chắc nàng ta sẽ ra tay, cô giả vờ sợ hãi, kéo eo Hạ Oanh Nhiễm lại, trốn sau lưng nàng ta hét lớn, muội muội cứu ta. Hạ Phương Nhi thấy vậy nhưng cũng không kịp thu nắm đấm lại. Đột nhiên mất đà khiến nàng ta đứng không vững, đầu tiên là Hạ nắm đấm vào cằm Hạ Oanh Nhiễm, sau đó va cả người vào Hạ Oanh Nhiễm, hai người cùng lôi nhau ngã xuống đất, tư thế vô cùng khó coi. Thương Mai như bị sợ hãi quá mức, hét lên một tiếng, luống cuống chạy lên muốn đỡ hai người, nhưng chân cô lại không cẩn thận dẫm lên cánh tay của Hạ Phương Nhi, đau đến mức nàng ta cắn răng cắn lợi gào lên. Thương Mai vội vã lùi lại không cẩn thận đạp lên chân Hạ Oanh Nhiễm, nàng ta lảo đảo, đứng không vững. Cả cái mông hạ cánh lên đầu Hạ Phương Nhi. Thị nữ được lệnh Lưu Thị chạy lên đỡ ba người, Hạ Oanh Nhiễm và Hạ Phương Nhi đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, khuôn mặt cao có. Thương Mai tỏ ra vẫn còn sợ hãi, nhìn thấy Hạ Thừa Tướng bước vội đến, khuôn mặt đặc sắc của ông ta vẫn khiến cô có cảm giác kích động muốn bật cười. Hạ Thừa Tướng nhìn cô chằm chằm, màn vừa nãy ông ta thấy rất rõ, tất cả sự hoảng loạn của cô đều là cố ý cả. Nhưng, không phải cô ra tay. Không phải cô kiếm chuyện, thậm chí còn chẳng nói câu nào, cho dù muốn trừng phạt thì cũng phải tìm được lý do. Không được làm loạn nữa, ông ta chỉ có thể chút giận lên Hạ Phương Nhi và Hạ Oanh Nhiễm. Hạ Phương Nhi từ trước đã luôn sợ hãi người bác này, thấy ông nghiêm mặt, mặc dù có oan ức vô cùng cũng không dám nói nửa lời. Lưu Thị mới đầu chỉ là không thích Hạ Thương Mai, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến sự giảo hoạt của cô thì từ ghét đã chuyển thành hận. Liên lụy Phương Nhi bị tướng ra trách mắng, cục tức này làm sao bà ta nuốt xuống được chứ? Thôi, hôm nay ở trong phủ đã không có ai dám động vào nàng ta, lão phu nhân mặc dù không thích nàng ta nhưng cũng không làm gì được. Phu nhân Nguyệt Nhung rõ ràng là không muốn Lưu Thị tính toán với Thương Mai, nhưng lại không ngừng lên tiếng chọc ngoáy. Lưu Thị nghe thấy vậy, trong lòng đã có tính toán riêng, muốn thay lão phu nhân xả cơn giận này, không những lấy lòng được lão phu nhân mà còn có thể giúp Phương Nhi báo thù. Thương Mai thoải mái đứng một bên, không thèm để ý đến mặt mũi mấy kẻ kia, cô chán ghét gia đình đấu đá lẫn nhau như thế, rõ ràng là người nhà, vậy mà lại toan tính đấu đá với nhau. Thúy Ngọc cô mở cửa, nói, lão phu nhân đã ăn mặc chỉnh tề, mời tướng gia và nhị gia cùng gia quyến vào. Đám người nối đuôi nhau đi vào, Thương Mai đi cuối cùng. Lão phu nhân hôm nay ăn diện vô cùng cao sang, áo choàng mới màu đen mới tinh thêu tranh hoa cúc vàng trường thọ như ý. Tay áo thêu lá vạn niên thanh, ngụ ý vạn năm cát tường, trường thọ an khang, tấm lụa sa tanh màu sẫm thêu hoa văn mềm mại nhẹ nhàng phản chiếu dưới ánh sáng, trông giống như dòng nước chảy trong hồ. Tóc búi cao, trên đầu cài châm vạn năm cát tường, tóc mai hơi rủ xuống,
Trâm cài tóc trang trí bằng bạc và tráng men lấp lánh tuyệt đẹp, trên trán đeo băng đẻ mi bạc điểm ngọc trắng, trông vô cùng uy nghiêm cao quý. Bà ngẩng đầu nhìn vết thương trên mặt Hạ thừa tướng, không kìm được sầm mặt hỏi, con bị làm sao thế? Và phải thôi ạ, Hạ thừa tướng trả lời mơ hồ. Lão phu nhân thấy có nhiều người có mặt ở đây, không tiện hỏi, nên đành bỏ qua. Mọi người chúc thọ xong, lão phu nhân nhìn sang Thương Mai, mẫu thân người đâu? Không phải ta cũng gọi cả mẫu thân ngươi đến đây sao? Thưa lão phu nhân, mẫu thân mắt nhìn không rõ, để tránh va chạm nên đã không đến. Thương Mai trả lời. Lão phu nhân không nhìn cô, mà nghiêm giọng gọi Lam Ngọc cô lại, ngươi làm sao thế hả? Không phải ta bảo ngươi đi báo với phu nhân nhất định phải đến sao? Lam Ngọc cô trả lời, lão phu nhân, nô tỳ đã làm theo lời người dặn dò, đi thông báo với Hạ Chí Uyển, nhưng đại tiểu thư căn bản không cho nô tỳ gặp phu nhân. Hơn nữa còn lấy lý do phu nhân có bệnh ở mắt, nói không cần phải đến. Đi báo lại, thân là chủ mẫu trong nhà tướng phủ, mà ngay cả lễ mừng thọ ta cũng không đến, còn ra thể thống gì nữa. Lão phu nhân nghiêm giọng quát. Lam Ngọc cô đáp lời, vâng. Bà ta nhìn Thương Mai, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai, nhìn Thương Mai đầy khiêu khích, giống như đang muốn nói, đúng là châu chấu đá xe. Chương 131, Tiểu thư áo đỏ. Thương Mai điềm đạm nói, Lam Ngọc cô không cần đi đâu, đi cũng không mời được, ta đã bàn giao cho Du Ma Ma rồi, hôm nay phu nhân không được đi đâu cả, bà ấy chỉ cần nghỉ ngơi trong phòng thôi. Nếu trong tình cảnh này ngày trước, mẫu thân có tham dự hay không cũng không ai quan tâm, hôm nay kiên quyết muốn bà ấy tới chẳng nhẽ là có màn kịch hay nào đang đợi hay sao? Màn kịch này cần được đưa lên sân khấu, nhưng đạo diễn không thể là lão phu nhân mà phải là bà ấy. Lão phu nhân nheo mắt nhìn Thương Mai, vậy thì, hôm nay ngươi đến để chọc tức ta sao? Thương Mai cười trả lời, Thương Mai chỉ làm theo yêu cầu của lão phu nhân, đến để chúc thọ lão phu nhân, không phải sao? Vừa nãy Thương Mai cũng đã chúc lão phu nhân vạn thọ vô cương, sống lâu trăm tuổi rồi. Thân là chủ mẫu trong nhà, hôm nay có bao nhiêu khách khứa đến đây, nàng ta không có mặt thì còn ra thể thống gì nữa? Lão phu nhân tức giận nói. Thương Mai nhìn sang Lưu Thị, mấy đứa trẻ nhà nhị thúc không phải cũng không đến sao? Ngay cả mấy vị nhu phu nhân cũng không đến mà. Hỗn xược, Lưu Thị nghe nói thế thì lập tức trợn tròn mắt giận dữ, bọn họ là thê thiếp, con cái họ cũng đều là con thứ cả, sao có thể so sánh với mẫu thân cô được? Trừ phi cô muốn nói mẫu thân cô thực ra cũng chỉ là thê thiếp. Đúng vậy, bây giờ bà ta không xuất hiện thì còn chẳng bằng hàng thê thiếp ấy chứ, đây là bà ta tự chuốc vào thân thôi. Bà ta cho rằng dùng cách này sỉ nhục Thương Mai có thể làm Thương Mai cảm thấy khó xử, đường đường là phu nhân và tiểu thư con của vợ cả lại bị người ta nhục mạ thành thê thiếp và con thứ, đúng là nhục nhã vô cùng. Nhưng Thương Mai chỉ cười nhạt một tiếng, địa vị của mẫu thân ta trong phủ này ngang với thê thiếp sao? Không, cả thê thiếp cũng không bằng, cả hạ nhân cũng có thể ngồi lên đầu lên cổ bà ấy hoạnh hoẹ, đây là tướng phủ dị thường, không phải các người sớm đã quen rồi sao? Sao lại làm ra vẻ ngạc nhiên như thế? Cô đúng là không có lòng tự trọng, Lưu Thị nói đầy khinh thường. Thương Mai sắc mặt thẫn thờ đứng yên một chỗ, cũng chẳng nói lại gì. Lão phu nhân hít sâu một hơi, sau đó nhàn nhạt cất lời, ăn chút mì mừng thọ trước đã, sau đỏ ngoài đón tiếp khách đến cho ta. Lưu Thị thấy lão phu nhân im hơi lặng tiếng, đành hằn học chừng Thương Mai, coi như tạm thời tha cho cô ta vậy. Ăn xong mì chúc thọ thì có khách khứa lục tục kéo đến. Trưa nay đã chuẩn bị sẵn yến tiệc, tổ chức trong vườn hoa. Hôm nay hạ nhân đã phải bận rộn cả ngày trời để trang trí vườn hoa trở nên đẹp mê ly, trên cây treo đèn kết hoa, trên đèn lồng đều có dán chữ thọ, trông vui vẻ nhộn nhịp vô cùng. Tất cả những điều này trong mắt Thương Mai đều như một trò đùa, đúng như Tiêu Thác đã nói, tướng phủ bây giờ càng ngày càng không cần đến thể diện nữa, ra vẻ tổ chức một bữa tiệc mừng thọ mà trong đó lại chứa đựng dụng ý riêng. Quan khách bắt đầu lần lượt kéo đến. Thương Mai và Hạ Oanh Nhiễm, Hạ Phương Nhi cùng đón tiếp các tiểu thư nhà quyền quý, nhưng dường như chẳng ai để ý đến Thương Mai cả, vì danh tiếng của cô ở trong kinh thành đã tệ lắm rồi, các tiểu thư quyền quý trong kinh thành đều nhìn Thương Mai với cái nhìn đầy chán ghét. Mà các tiểu thư nhà giàu này cũng cho rằng, cùng liên minh lại để bài trừ cô như thế sẽ gây đả kích đến cô. Câu chuyện cười về Hạ Thương Mai đều được các tiểu thư kể cho nhau. Mấy người ngồi cùng nhau, nói những câu ác ý. Rồi che miệng nhìn Thương Mai cười cợt. Thương Mai ngồi trong đình nghỉ mát, chậm rãi thưởng trà. Các tiểu thư chỉ sợ cô không nghe nên có ý nói giọng rất cao,
muốn được nhìn thấy biểu cảm khó chịu của cô. Nghe nói ở trong phủ cô ta thường xuyên trêu ghẹo hạ nhân, có thật vậy không thế? Còn nghe nói có một lần, cô ta trốn trong nhà vệ sinh, cố tình nói với hạ nhân là không có giấy lau, bảo nô tài mang đến cho cô ta, nô tài vừa đến, cô ta còn chưa kéo quần lên mà đã đi ra rồi, cô ta ảo tưởng sao? Ha 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 ha! Đúng vậy, Oanh Nhiễm, có chuyện như thế thật sao? Ta còn nghe nói có một lần, nửa hôm cô ta cố tình nhảy xuống hồ, còn không mặc áo khoác ngoài, thấy thị vệ đi tuần ngang qua liền giả vờ đuối nước để người ta cứu, nàng ta như vậy không biết xấu hổ à, chẳng nhẽ Nhiếp Chính Vương lại không biết sao? Còn nữa, chuyện nàng ta hủy hôn là thế nào vậy? Ta nghe nói trước đó vốn dĩ là gả nàng ta cho Lương Vương Điện Hạ, sau này nghe nói là nàng ta đã cầu xin ngươi nhường Lương Vương cho nàng ta đúng không? Nhưng nàng ta đã cầu xin như thế rồi mà sao cuối cùng lại hủy hôn? Ngươi không biết sao, cuối cùng nàng ta đã nhìn chúng Thái tử Điện Hạ, muốn trèo cao gả cho Thái tử nên mới hủy hôn với Lương Vương. Âm thanh xì xào to nhỏ không ngừng chui vào lỗ tai Thương Mai, mang theo tiếng cười ác ý chói tai, cười nói là được rồi, đằng này còn giơ ngón tay chỉ trỏ vào Thương Mai. Hạ Oanh Nhiễm và Hạ Phương Nhi nhìn nhau một cái rồi cười rộ lên, bọn họ nhìn Thương Mai với ánh nhìn ác độc, miệng lưỡi thiên hạ vô cùng đáng sợ, bọn họ không tin cô thực sự có thể sống được bình yên. Thương Mai nâng chén trà, nhìn mặt hồ có hàng liễu xanh gì bao quanh, ánh sáng lấp lánh, như những chiếc vảy vàng lững lờ trôi theo từng đợt sóng nước. Đúng lúc cô đang dần dần để những âm thanh ấy ra khỏi tai, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng cay nghiệt vang lên, mấy người các ngươi ăn phân đấy à? Mồm thối như thế, mấy người đều là loại kinh tởm đầu thì lở loét chân thì tuét ngủ mà còn dám cười nhạo người khác à? Hạ Thương Mai hủy hôn thì sao? Liên quan gì đến nhà các ngươi à? Các ngươi không để ý đến thân phận mà ngồi đây hi hi ha ha cười nhạo người khác, thì chắc là cao thượng lắm. Ta đứng đây nhìn các người, thấy mấy người đúng là mấy đống phân chó thối tha, thối nhức mũi người khác mà cũng không biết. Thương Mai hơi sững sờ, bèn quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một người con gái mặc áo choàng đỏ đứng chống nạnh chỉ thẳng vào đám tiểu thư nhà giàu kia quát mắng, dáng vẻ nàng ấy vô cùng anh dũng, lông mày còn đen rậm hơn cả nam nhân. Đôi mắt to trong veo tràn đầy phẫn nộ, mắng một hơi dài rồi hắn còn mắng tiếp. Ngươi vừa nói người ta cố ý nhảy xuống hồ câu dẫn thị vệ, chính mắt ngươi trông thấy à? Không tự mình nhìn thấy mà dám nói bừa cái gì? Ta còn nghe nói ngươi và người bán hàng rong liếc mắt đưa tình, ta tưởng thật đấy. Có phải ta cũng có thể ra ngoài nói với người ta không? Hạ Oanh Nhiễm cau mày, Trần Tiểu Thư, ngươi đừng có quá đáng quá, chúng ta cũng không có nói ngươi, ngươi đến đây làm loạn cái gì thế hả? Cô nương được gọi là Trần Tiểu Thư kia quay đầu nhìn Hạ Oanh Nhiễm, xem xét một lượt, ngươi là Hạ Oanh Nhiễm đúng không? Hạ Thương Mai là tỷ tỷ của ngươi nhỉ? Bao nhiêu người túm tụm đồn đoán linh tinh làm tổn hại đến thanh danh của tỷ tỷ ngươi, ngươi không đứng ra thanh minh cho nàng ấy câu nào, ta mới chỉ nói người khác một câu, ngươi đã oang oang cái mồm biện giải, anh em như thể tay chân, người nhà không bảo vệ đi bảo vệ người ngoài, ngươi còn chẳng bằng con chó. Ngươi! Cả đời Hạ Oanh Nhiễm chưa từng bị ai mắng chửi khó nghe như thế, mà giọng của tiểu thư nhà họ Trần còn cực kỳ to, làm cho tất cả mọi người đều nhìn qua đây, ngươi câm miệng, tướng phủ không hoan nghênh ngươi, đi đi. Ngươi được quyền quyết định à? Nếu tướng phủ do ngươi quyết định, ta cũng chả thích đến, cái gì chứ? Ngươi và bọn họ tụ tập với nhau bàn tán về tỷ tỷ mình, trong mắt ta, ngươi cũng chẳng khác gì đám tiện nhân kia, đều là một đám người thối nát đâm bị thóc, chọc bị gạo, làm càn làm bậy, ồn ào vớ vẩn. Cả đời Hạ Thương Mai chưa từng nghe thấy ai chửi mà lại dễ nghe đến thế, ngươi thực sự không kìm nổi muốn đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Cô nhìn tiểu thư họ Trần, nàng ấy mắng đến mức mặt đỏ gay gắt, đôi mày đen rậm nhíu chặt lại, lửa giận vẫn còn trên gương mặt nhỏ nhắn, y phục đỏ trên người cộng thêm khuôn mặt đỏ ửng, chửi người không ngớt như đốt pháo, thực sự rất giống một quả ớt đỏ. Người đâu, đuổi nàng ta ra ngoài cho ta. Hạ Oanh Nhiễm thẹn quá hóa giận, đuổi người đi trước mặt bao nhiêu quan khách. Chương 132, Lão Thái Quân. Phu nhân Nguyệt Nhung thấy vậy, vội vàng bước lên kéo Hạ Oanh Nhiễm ra, đừng lộn xộn, Lão Thái Quân còn ở bên kia nhìn kìa. Hạ Oanh Nhiễm nhìn qua đó, đúng là nhìn Trần Lão Thái Quân, tổ mẫu của tiểu thư nhà họ Trần đang nhìn sang đây với nét mặt khó chịu, lúc nãy bà đang trò chuyện với Lão Phu Nhân Thôi Thái Phi, nghe được tiếng ầm ĩ bên này, đều cùng quay sang nhìn. Vừa lúc nhìn thấy cảnh Hạ Oanh Nhiễm sai người đuổi tiểu thư nhà họ Trần đi. Mẫu thân, người cũng không biết nàng ta ăn nói quá đáng thế nào đâu. Hạ Oanh Nhiễm ấm ức nói.
Trần Nguyệt Nhung cũng nghe được lời tiểu thư nhà họ Trần nói, bà nói khẽ, hôm nay chính sự là quan trọng nhất, không thể đắc tội nổi nhà họ Trần. Nhà họ Trần xuất thân từ võ tướng, Trần Lão Thái Quân cũng là vị nữ võ tướng đầu tiên trong triều đại, trước kia từng nắm giữ ấn soái xuất chinh, đánh đến Bắc Mạc chạy tan tác, lần đầu tiên An Thân Vương xuất chinh cũng từng ở dưới trướng của lão nhân gia bà. Ở kinh thành này, nhà họ Trần gần như có được địa vị không thể lay động được, bởi vì trước kia bà từng được Hoàng Thái Hậu tự tay trao tặng danh hào Thái Quân. Mà tiểu thư nhà họ Trần, Trần Loan Loan kia là cháu gái nhỏ tuổi nhất của lão Thái Quân, năm nay vừa tròn 18, còn chưa từng có hôn phối, nhưng đã từng xem mắt với bên hầu phủ, vừa ý Tiêu Thác, nhưng Tiêu Thác lại nhất quyết không muốn nói đến chuyện này, nên cứ kéo dài đến giờ. Từ trước đến giờ lão Thái Quân luôn khinh thường tham dự những trường hợp như thế này, nhưng mà một hai năm gần đây, chỉ cần bà tham dự bất cứ buổi yến tiệc lớn nhỏ nào cũng đều sẽ dẫn Trần Loan Loan đến tham dự cùng, tìm hôn phu cho nàng. Dựa theo lời của lão Thái Quân thì bà mệt đến sắp mù rồi, nhưng trước khi chết bà phải nhìn thấy cảnh Trần Loan Loan được gả ra ngoài. Những tiểu thư vừa mới nói xấu đều rối rít tản đi, không ai muốn đắc tội Trần Loan Loan, bởi vì mọi người đều hiểu tính tình của nàng, ăn nói cực kỳ khó nghe, cực kỳ cay nghiệt, cực kỳ không có văn hóa. Trần Loan Loan hừ lạnh, đi vào đình hóng gió, ngồi xuống trước mặt Thương Mai. Nàng quan sát Thương Mai, đôi mắt cực kỳ đen, giống như hai hạt nhãn, hai đôi lông mày đen dày cong cong, ta tên là Trần Loan Loan, ta nói với ngươi nè, ngươi đừng để ý bọn họ nói gì, mấy người đó miệng thúi lắm. Không ngờ nàng lại an ủi Thương Mai. Thương Mai cười nói, cảm ơn ngươi đã ra mặt thay cho ta. Không cần khách sáo, ta đã muốn dạy dỗ các nàng đó từ lâu rồi. Trần Loan Loan vẫn cứ nhìn Thương Mai. Giống như Thương Mai là một món đồ chơi gì đó cực kỳ thú vị, cứ luôn nhìn chằm chằm Thương Mai không rời, Thương Mai cảm thấy nàng ta nhìn chằm chằm mãi đến mức có chút kỳ lạ. Trên mặt ta dính gì sao? Thương Mai vuốt mặt hỏi, nhắc nhở nàng ấy cứ nhìn chằm chằm vào người ta mãi là không tốt. Không phải, ta chỉ cảm thấy người đẹp hơn trước kia rất nhiều thôi. Trần Loan Loan nói. Trước kia? Đúng đó, ta đã đến phủ thừa tướng của các người vài lần, cũng từng gặp ngươi. Còn nhìn thấy Hạ Oanh Nhiễm và mấy tiểu thư khác ăn hiếp ngươi nữa. Thương Mai nhún nhún vai, ta không thèm quan tâm các nàng ấy nói cái gì. Ta cũng chẳng thèm quan tâm, nhưng mà những lúc ngươi cảm thấy khó chịu trong lòng, dù sao cũng phải tìm vài người mắng chửi. Trần Loan Loan nói với vẻ cực kỳ đương nhiên. Thương Mai bật cười, cô thích cô nương thẳng thắn thô lỗ này. Trần Loan Loan lại nói, ngươi cẩn thận hai người Hạ Oanh Nhiễm và Hạ Phương Nhi kia một chút, hai mụ đàn bà thúi kia độc ác lắm. Ta từng định lấy phân ném hai người họ mấy lần rồi. Thương Mai trừng lớn mắt, ngươi nói thật à? Chờ chút đã, Trần Loan Loan, tiểu thư nhà họ Trần, nàng có phải là tiểu thư nhà họ Trần trong miệng Tô Thanh và Mộ Dung Khanh không? Mộ Dung Khanh đã từng bảo Tiêu Thác đi gặp nàng ấy không chỉ một lần thôi đâu. Tiêu Thác, rất có ý kiến với nàng ấy. Đương nhiên là thật rồi, ngươi không muốn ném sao? Nàng lại hỏi Thương Mai. Thương Mai nhìn gương mặt đầy vẻ ganh tị của Hạ Oanh Nhiễm, muốn một chút. Muốn làm thì làm, hôm nào đó ta phải trọi lên người nàng ta. Trần Loan Loan hừ lạnh nói. Cái này, Thương Mai hỏi thử, lúc trước ngươi từng có thủ với nàng ta sao? Ai rảnh rỗi có thủ riêng với nàng ta chứ? Ta còn khinh thường nói chuyện với loại người như nàng ta. Vậy, vì sao ngươi lại căm hận nàng ta đến thế? Căm hận đến mức muốn cầm phân trọi nàng ta? Ta đã đi xem mắt rất nhiều lần, có rất nhiều người đều nói nữ tử phải dịu dàng khiêm tốn, chi thư đạt lý như Hạ Oanh Nhiễm, nam nhi trong kinh đều rất thích nàng ta. Cho nên vì chuyện này nên ngươi không thích nàng ta. Thương Mai cảm thấy suy nghĩ này cũng thật sự rất lạ lùng, nhưng mà không biết vì sao, cô lại cực kỳ chắc chắn rằng cô rất thích Trần Loan Loan này. Trần Loan Loan tức giận nói, vấn đề là nàng ta không giống như những gì mọi người nói, ta đã từng quan sát nàng ta rất nhiều lần, nàng ta còn thô lỗ. Đề tiện hơn cả ta, năm trước ta tới nhà các ngươi dự tiệc mừng thọ của ông già kia, ta ngồi chung với nàng ta đánh rắm, vậy mà lại che miệng nhìn ta bằng vẻ mặt ghét bỏ, mọi người đều tưởng là ta làm, hôm đó nếu không phải phụ thân của Tiêu Thác cũng ở đó, ta đã cầm phân trọi nàng ta rồi. Thương Mai nghe xong cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn cố nhịn xuống, Tiêu Thác, ngươi quen Tiêu Thác? Quen, ta thích hắn, nhưng hắn không thích ta, hắn nói hắn thích mấy cô nương cầm kim thêu. Không thích cô nương cầm kiếm. Lúc Trần Loan Loan nói những lời này, trên mặt cũng chẳng có tí đau buồn nào, giống như chuyện nàng thích Tiêu Thác nhưng Tiêu Thác không thích nàng là chuyện cực kỳ bình thường. Ngươi thích Tiêu Thác, thích hắn ở điểm nào chứ?
Thương Mai hỏi, trước khi vở kịch diễn ra, trò chuyện với Trần Loan Loan một chút cũng rất thoải mái. Trần Loan Loan suy nghĩ một chút, không biết, cảm giác con người hắn khá đẹp, mũi ra mũi, mắt ra mắt, mấy người tổ mẫu dẫn ta đi xem mắt đều là kẻ xấu xí, hoặc là lớn hơn ta một đống, trong đó còn có một người thiếu một cánh tay, nhưng mà tổ mẫu cũng đã nói, có nam tử chịu lấy ta là được rồi, không được có yêu cầu quá cao. Tổ mẫu của người, Thương Mai cảm thấy suy nghĩ này của lão Thái Quân có hơi lạ lùng, sao có thể gả ngươi ra ngoài một cách tùy tiện như vậy được chứ? Còn không phải là vào lúc ta sinh ra từng có người đoán mệnh giúp ta, nói nếu đến năm 19 tuổi mà ta còn chưa được gả ra ngoài thì sẽ chết oan chết uổng, năm nay ta đã 18 rồi, không phải do tổ mẫu sốt ruột đó sao? Vậy mà ngươi cũng tin sao? Thương Mai không biết nên khóc hay nên cười nữa. Mọi người nói cái gì bà cũng sẽ không tin. Nhưng chỉ riêng lời của người này nói, bà sẽ tin tưởng hoàn toàn. Trần Loan Loan suy nghĩ một chút, ta cũng tin. Người đó là ai? Thương Mai không khỏi tò mò hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu, Trần Loan Loan nhỏ giọng nói. Thương Mai kinh ngạc nhìn nàng, Trần Loan Loan năm nay chỉ mới 18 tuổi, vào 20 năm trước Thái Hoàng Thái Hậu đã dựng nên sự kiện bị tử vong, đi luôn rồi mà. Hay là bà ta thật sự ở trên núi Hàn sao? Sau khi đi rồi còn từng quay về. Các nàng ngồi bên này trò chuyện, Lão Thái Quân và Thôi Thái Phi và Lão Phu Nhân ở một nơi khác trò chuyện. Lão Thái Quân đến đây để tìm cháu rể, biết Lão Phu Nhân và Thôi Thái Phi quen nhiều biết rộng, cho nên vừa mới bắt đầu đã trò chuyện với hai bà một vài đề tài mà mấy người già thường hay nói. Nhưng sau khi Hạ Oanh Nhiễm muốn đuổi cháu gái cưng của bà đi rồi, bà lập tức tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Lão Phu Nhân cũng phát hiện ra được. Hôm nay cố ý mời bà đến là bởi vì Lão Thái Quân và Thôi Thái Phi là hai người có đức cao vọng trong kinh thành, có hai người bọn họ chứng kiến vở kịch ngày hôm nay, lại nhờ hai bà nói ra vài lời công đạo, vậy thì ít ra phủ thừa tướng cũng còn giữ lại được chút mặt mũi. Thấy Lão Thái Quân không vui, trong lòng Lão Phu Nhân cũng cực kỳ tức giận, hung dữ chừng mắt nhìn Phu Nhân Nguyệt Nhung, ý bảo bà ta canh chừng Hạ Oanh Nhiễm. Phu Nhân Nguyệt Nhung cũng cảm thấy rất tức giận, nữ nhi của bà bị tiểu thư nhà họ Trần bêu xấu. Nhưng lại không nói được cái gì, chỉ có thể nén giận, bây giờ còn phải nhìn sắc mặt của Lão Thái Thái, trong lòng cực kỳ không được tự nhiên. Hơn nữa đến bây giờ mà Liên Thị còn chưa chịu đến, không biết đến bao giờ mới có thể thực hiện kế hoạch kia nữa. Chương 133, nói chuyện thị phi trước. Phu nhân Nguyệt Nhung chưa rối rắm bao lâu thì nghe thấy thị nữ bên cạnh đến truyền lời, hai mắt bà ta hiện lên nét vui vẻ, được lắm, Liên Thị, cho dù bà ở đâu, chỉ cần bà đi ra là được rồi. Bà vẫy lui thị nữ, đi đến bên cạnh lão phu nhân, mẫu thân, bên phía phòng bếp đến hỏi một vài việc. Nói xong, lập tức dán sát vào tai bà nói khẽ, Thùy Nga vừa mới sai người đến nói, lát nữa Du Ma Ma sẽ đỡ Liên Thúy Ngữ đến hậu hoa viên đi dạo. Lão phu nhân có chút không vui nói, chút chuyện nhỏ thế này mà cũng muốn hỏi ta. Bảo phòng bếp tự xem mà làm, lúc đầu nói làm như thế nào thì cứ làm như thế đấy, ngươi đi để ý kỹ vào, nhìn lửa cho kỹ. Hôm nay có rất nhiều khách, đừng chậm trễ khách về mặt ăn uống. Một câu này có hai ý nghĩa, chỉ có mình phu nhân Nguyệt Nhung mới nghe hiểu, Thôi Thái Phi và Lão Thái Quân còn tưởng là đang nói chuyện phòng bếp. Phu nhân Nguyệt Nhung nói, vâng, vậy con không làm phiền mẫu thân trò chuyện với Thái Phi và Lão Thái Quân nữa. Lập tức khom người lui xuống. Lão phu nhân nhìn bóng người phu nhân Nguyệt Nhung, thở dài khe khẽ, Liên Thị vô năng, nếu hôm nay không có Nguyệt Nhung làm chủ chuyện trong nhà. Lão thân cũng không sống được mấy ngày tháng yên ổn. Thôi Thái Phi không khỏi hỏi, sao Liên Thị không chịu ra ngoài mãi vậy? Hôm nay là sinh nhật của ngươi, theo lý thì chủ mẫu trong nhà nên ra ngoài đón tiếp khách khứa, suốt ngần ấy năm mà chưa bao giờ thấy nàng ta đi ra ngoài cả. Lâu lắm rồi Thái Phi không để ý đến mọi chuyện, bà là mẫu phi của lão Lục Huệ Thân Vương, lúc tiên đế còn là thái tử thì bà đã hầu hạ tiên đế rồi, cũng là phi tử đi theo vua. Vào năm 40 tuổi lại may mắn sinh được Huệ Thân Vương, cho nên tuổi của bà còn lớn hơn cả Hoàng Thái Hậu. Từ sau khi Huệ Thân Vương được phong vương, bà lập tức dọn ra khỏi cung ở cùng với con trai bà, ngày ngày ngậm kẹo đùa cháu, cuộc sống vô cùng sung sướng, thỉnh thoảng lại đi ngồi chung với nhóm Lão Thái Thái tâm sự, cuộc sống vô cùng tiêu dao tự tại. Bà gần như chẳng hề hay biết gì về những chuyện mới xảy ra ở phủ thừa tướng và trên triều đình. Huệ Thân Vương không cho phép người khác nói cho bà biết mấy chuyện này, quấy rầy cuộc sống an nhàn của bà. Lão phu nhân đang ước gì Thôi Thái Phi hỏi đến Liên Thị, bà buồn bã nói, từ khi Nguyệt Nhung vào cửa đến giờ, nàng ta đã rất hiếm khi ra ngoài, tài nữ có chỗ tốt của tài nữ, nhưng mà lại quá kiêu ngạo, nàng ta khinh thường Nguyệt Nhung,
sau khi Nguyệt Nhung sinh cho nhà họ Hạ một cặp song sinh xong, thậm chí còn không thèm quan tâm đến phu quân nữa, ngày nào cũng ở Hạ Chí Huyền không biết làm gì, thỉnh thoảng lại triệu kiến một vài người ngoài đến làm thơ vẽ tranh, nhưng lão thân thấy cũng chẳng phải người đứng đắn gì. Hai, lời này cũng chỉ có thể nói với Thái Phi và lão Thái Quân, không thể nói với người khác được, mất mặt. Lão phu nhân thở dài liên tục, lại công thêm gương mặt buồn bã làm thôi Thái Phi vô cùng đồng tình, càng cảm thấy khó chịu với Liên Thị hơn. Nếu Huệ Vương Phi mà có tính tình như thế, ai ra đã hưu nàng ta từ lâu rồi, cũng mệt ngươi còn nhịn nổi. Thôi Thái Phi tức giận nói. Lão thân già rồi, không quản được quá nhiều chuyện, cũng chỉ trách nhi tử si tình của ta, trước kia bị thanh danh của nàng ta mê hoặc, ai ngờ được nàng ta là loại người như thế. Mấy năm nay chưa bao giờ phụng dưỡng lão thân, không thể nói là con dâu hiếu thuận, cũng thôi đi, nhưng mà, hai, nói một câu không biết xấu hổ, nàng ta còn không muốn phu thê cùng phòng, chuyện này nếu truyền ra ngoài, thật sự là mất mặt chết. Lão phu nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng làm giống như nhịn không được nói ra, cũng tăng thêm một chút cảm giác chân thật. Như thế còn được sao? Thôi Thái Phi lập tức nổi giận, người kêu nàng ta ra đây, ai ra nhất định phải nói vài câu với nàng ta mới được. Lão phu nhân xua tay, ngày hôm nay cũng không thích hợp, hôm khác đi, hôm nào đó Thái Phi nếu nể mặt đến đây, thay thế lão thân dạy dỗ nàng, ở trước mặt người ngoài lão thân cũng không dám nói nữa câu, cũng chỉ dám kể khổ trước mặt hai vị. Trước kia mọi người đều hâm mộ ngươi, cưới được một tài nữ nổi tiếng khắp thiên hạ, không ngờ lại có nhân phẩm như thế, lão Lục nhà ta cứ mãi nói Liên Thị tốt đến cỡ nào, nói nhà tướng gia hạnh phúc đến bao nhiêu, đúng là nên để tiểu tử kia đến đây nghe thử, nhìn thử xem Liên Thị là loại người như thế nào. Thôi Thái Phi vô cùng tức giận nhìn lão Thái Quân, ngươi nói thử xem, nữ nhân như thế sao xứng làm vợ người khác chứ? Có phải là nên mắng một trận không? Lão Thái Quân lại giống như đang ngẩn ngơ, nghe Thôi Thái Phi hỏi, bà ngẩn ra một lúc lâu, hả? Thái Quân làm sao vậy? Không nghe lão phu nhân nói gì sao? Thôi Thái Phi hỏi, có phải cảm thấy khó chịu nơi nào không? Lão Thái Quân cười mỉa nói, lão thân không có gì, chỉ là lúc nãy nghe Thôi Thái Phi nói muốn hưu thê gì đó, sao vậy? Vương gia nhà người định hưu thê sao? Tính khi nào hưu? Tuy lão Thái Quân đã lớn tuổi, nhưng lại là người vô cùng nhạy bén, bà cũng biết cho dù là chuyện gì cũng không thể tin lời của một phía, đặc biệt là hôm nay lão phu nhân giống như cố tình nói ra những lời này, cứ như là muốn cố ý muốn lộ ra điều gì đó vậy. Mấy năm nay bà luôn thích vờ làm người câm người điếc trước mặt mọi người, thật sự làm người ta cho rằng bà là loại người ngu ngốc dễ bị lừa. Cố ý không muốn tiếp lời, là vì không muốn bị người khác lợi dụng. Thôi Thái Phi nghe bà nói vậy, cười nghiêng ngã, được rồi, lão Lục nhà ta đã gần 30, ngươi cũng đừng có nghĩ đưa cháu gái của ngươi cho lão Lục nhà chúng ta, đợi quay về lại tìm cho ngươi vài thanh niên tài tuấn, để ngươi lựa chọn. Ta còn chọn gì chứ? Có là may rồi, bây giờ là người ta chọn Loan Loan nhà chúng ta. Lão Thái Quân cũng rất đau đầu. Bên phía Tiêu Thác vẫn không có tin tức gì sao? Thôi Thái Phi hỏi. Lão Thái Quân lắc đầu, tiểu tử kia sao lại thích Loan Loan được chứ? Loan Loan cũng chỉ thô lỗ một chút thôi, mấy mặt khác vẫn khá tốt. Thôi Thái Phi an ủi nói. Lão Thái Quân liếc nhìn bà, người cũng đừng an ủi lão thân, từ năm 15 tuổi khi nàng bắt đầu cập kê đến bây giờ ta vẫn luôn lựa chọn vị hôn phu cho nàng, mấy năm nay không gặp được 100 cũng đã gặp được mấy chục tài tuấn. Có người nào nhìn chúng nàng chứ? Lão phu nhân thấy lão Thái Quân rời đề tài sang chuyện khác, không tiếp tục bàn về Liên Thị nữa, lập tức tùy tiện qua loa vài câu, Tôn tiểu thư xinh đẹp, lại còn thông minh, chỉ là duyên phận chưa đến thôi, lão Thái Quân cũng đừng quá nóng vội. Dừng một lát, bà quay sang Hạ Thương Mai, lại rời đề tài lại, lão thân mới cần phải lo lắng đây, người nhìn Thương Mai nhà ta đi, đầu tiên là hối hôn Lương Vương, sau lại ồn ào chuyện Đại Thông. Ngay cả hoàng hậu nương nương cũng đã đắc tội, lại dính phải một người mẫu thân như Liên Thị, không biết suy nghĩ cho nàng, sau này lão thân đi rồi, cũng không biết còn ai tính toán cho nàng. Rốt cuộc thì chuyện hối hôn là như thế nào vậy? Thôi Thái Phi chỉ nghe nhắc đến chuyện hối hôn, nhưng lại không biết được nguyên nhân chuyện này, càng không biết bởi vì hối hôn mà lại tiếp tục dẫn đến một loạt chuyện tiếp theo. Lão phu nhân thở dài, lúc đó vốn định gả Nhiễm Nhi cho Lương Vương. Ai mà ngờ Liên Thị vẫn cứ luôn quậy phá nói Thương Mai là đại tiểu thư, nếu có gả thì cũng phải là Thương Mai gả trước, hơn nữa Thương Mai gặp Lương Vương xong cũng cảm thấy rất thích, vẫn luôn quậy phụ thân nàng muốn phụ thân đi nói với Lương Vương là gả nàng cho hắn. Khó khăn lắm mới sắp xếp xong chuyện này, bên phía Lương Vương cũng đã đồng ý cưới nàng,
Kết quả sau đó thái tử và Nhiễm Nhi vừa ý nhau, Thương Mai lại không cam lòng, muốn gả cho thái tử, cho nên mới xảy ra chuyện hối hôn. Thôi Thái Phi không ngờ mọi chuyện lại là như thế, thật sự tức giận không chịu nổi, sao lại có thể ẩu tả như vậy? Nàng còn có thể tự quyết định gả cho ai sao? Nàng tưởng nàng là ai hả? Có là con của ông trời cũng không cao quý đến như thế. Chương 134, trò hay bắt đầu. Lão Thái Quân cũng nói, đúng vậy, đúng là quá đáng thật. Lão phu nhân thấy hai người đều tức giận đến như vậy, cảm thấy cũng đã đến lúc rồi. Bà nói, thôi, không nhắc đến nữa, ở đây nhiều người quá, chúng ta đi sang bên hậu hoa viên ngồi đi, lão thân có nuôi một con mèo con, cực kỳ đáng yêu, chúng ta đi xem thử. Thôi Thái Phi thích chó mèo nhất, nghe lão phu nhân nói đang nuôi mèo, lập tức muốn đi xem thử, được, ở đây đông người ồn ào, đi sang đó xem mèo con đi. Phu nhân Nguyệt Nhung sắp xếp một chút, lập tức nhìn thấy Trần Ninh. Phu nhân, vì Trần Ninh thường xuyên đến phủ nên người trong phủ cũng rất quen ông, trước đây phu nhân Nguyệt Nhung cũng thường bảo ông làm mấy chuyện vặt, bởi vì ông có nhiều cách hay, ngay cả lão phu nhân cũng rất thích sai khiến ông. Phu nhân Nguyệt Nhung liếc mắt nhìn ông, lát nữa đã biết phải làm gì rồi đúng không? Trần Ninh cười hì hì nói, biết, biết, nhưng mà sau khi làm xong rồi, chuyện người đã hứa với ta cũng phải làm được đó. Ngươi yên tâm đi, tướng gia sẽ trả số tiền còn lại cho ngươi, nhưng ngươi phải làm cho ổn, nếu không ta sẽ làm người nhả ra số bạc ngươi đã nuốt vào. Phu nhân Nguyệt Nhung lạnh lùng nói, bà thật sự không nhịn nổi Trần Ninh nữa, ông rất tham lam. Trước kia giữ ông lại là vì có rất nhiều chuyện dơ bẩn không tiện ra mặt, cần phải có một người ngoài phủ để làm việc, nhưng từ lần trước sau khi tính kế ông xong, cứ cách 2-3 ngày ông lại đến đây đòi bạc. Trần Ninh nói, ông ta có thể làm vậy với Liên Thị, sau này cũng có thể làm vậy với ngươi, ngươi tự cẩn thận một chút đi, một ngày phu thê trăm ngày ân, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Phu nhân Nguyệt Nhung vội vàng nhìn xung quanh, đổi sắc mặt khẽ mắng, ngươi không muốn sống nữa sao? Sau này nếu đã ta nghe được ngươi lại ăn nói như thế, sau này không cần đến nữa. Trần Ninh cười lạnh, có ý tốt nhắc nhở ngươi, ngươi không nghe thì thôi. Phu nhân Nguyệt Nhung không muốn nói nhiều với ông nữa, dù sao cũng có rất nhiều người đang nhìn, vẫy vẫy tay nói, được rồi, ngươi đi đi. Thương Mai ngồi trong đình hóng gió thấy Trần Ninh nói chuyện với phu nhân Nguyệt Nhung, lập tức nhìn chằm chằm hai người. Sau khi Trần Ninh đi rồi, cô nói với Trần Loan Loan, xin lỗi, tôi có việc không tiếp được. Trần Loan Loan tưởng Thương Mai cũng ghét bỏ nàng thô lỗ, không muốn nói chuyện với nàng, có hơi mất mát nói, được, người đi đi, ta quen rồi. Thương Mai quay đầu lại nhìn nàng, duỗi tay ra, người có ngại đi cùng với ta không? Trần Loan Loan lập tức nở nụ cười tươi như hoa, gần như là lập tức nắm chặt tay Thương Mai, không ngại. Thương Mai nhìn nụ cười tươi như hoa trên mặt nàng, sao lại có nữ tử đáng yêu như vậy chứ? Nếu nàng là nam tử thì cũng sắp nhịn không được yêu nàng rồi. Thương Mai, ta thích người quá, người không giống đống phân chó thúi hoắc kia. Bỏ đi, cô thu lại những suy nghĩ lúc nãy. Cô thấy Trần Ninh đang bước thẳng lại đây, cố ý quay đầu hỏi Trần Loan Loan, đúng rồi, Loan Loan, bình thường ngươi thích chơi gì thế? Cô dễ dàng đụng trúng Trần Ninh chỉ cảm thấy cánh tay vô cùng đau, ông nhìn Thương Mai, lập tức nuốt xuống mấy lời thô tục đã vọt đến trước cửa miệng, đại tiểu thư đi đường cẩn thận một chút, đừng để té bị thương. Lúc trước Thương Mai cứu ông đã biết thiếu nữ này không đơn giản, nên cũng không dám đắc tội. Ông lăn lộn nhiều năm, vẫn luôn nhìn người rất cẩn thận, lần này nếu không phải vì số bạc quá lớn, ông cũng không muốn đắc tội hạ Thương Mai. Ừ, đi đâu mà vội vã thế? Thương Mai lạnh nhạt nhìn ông. Không có gì, tiệc mừng thọ của lão thái thái, bảo tiểu nhân đến đây giúp đỡ, nhiều việc lắm, đại tiểu thư đi thong thả. Trần Ninh không dám đối mặt với cô. Vội vàng khom người định lướt qua người cô. Thương Mai cũng không nói gì thêm với ông, kéo Loan Loan đi mất. Trần Ninh nhìn bóng lưng của hai người, duỗi tay sờ sờ cánh tay, trên người đại tiểu thư toàn là gai sao. Đụng một cái cứ hệt như bị kim đâm. Trần Loan Loan nói với Thương Mai, người này rất nham hiểm xấu xa, sau này đừng để ý đến ông ta. Hử, Thương Mai khó hiểu, người quen ông ta à? Biết ông ta, Trần Ninh, chuyên bán. Trần Loan Loan nói. Hả, bán cái gì, Thương Mai vẫn chưa hiểu. Trần Loan Loan trợn trắng mắt nhìn cô, còn bán gì nữa? Bán cái thứ đồ chơi dưới đáy quần đó, là một tên trai bao, dựa nữ nhân ăn cơm. Ồ, Thương Mai bật cười, tiểu thư nhà họ Trần thật là. Còn có chuyện như vậy nữa sao? Trên đời này có rất nhiều người thối nát,
đếm không hết. Trần Loan Loan cảm khái, mấy năm nay ta cũng gặp không ít, không có người nào có tư cách bình luận nam nhân hơn ta đâu. Thương Mai lướt qua người Lưu Thị đang ngồi nói chuyện với vài người, ra vẻ như một vị phu nhân, cô nhìn thấy có một thị nữ đến gần bà ta nói nhỏ vài câu gì đó, sau đó bà ta đứng dậy, thị nữ kia không biết vô tình hay cố ý mà lại liếc nhìn Thương Mai một cái, giống như khẽ gật đầu, lại giống như chưa từng nhúc nhích. Thương Mai cố ý đi sang bên đó, vừa đi vừa nói chuyện cùng với Loan Loan, không cẩn thận lại đụng trúng Lưu Thị bị đau, thấy là Thương Mai, lại không để ý đến thân phận mà bắt đầu mắng, người bị mù như mẫu thân ngươi à? Có biết đi đứng không? Lúc nãy nhìn thấy cô đụng trúng Trần Ninh, bây giờ lại đụng trúng bà, con tiểu tiện nhân này đúng là bị đuôi rồi. Thương Mai vội vàng xin lỗi, nhị thẩm, ta đang nói chuyện cùng tiểu thư nhà họ Trần, không nhìn thấy người. Biết ngươi bám được nhà họ Trần rồi, không cần khoe khoang. Lưu Thị thở phì phì xoay người đi. Trần Loan Loan nhìn bóng dáng của Lưu Thị, cười lạnh, cứ thích ra vẻ phu nhân, ai mà chả biết mấy chuyện dơ bẩn của bà ta chứ. Thương Mai nhìn Trần Loan Loan, tiếp tục đi về phía trước cùng nàng, bà ta lại có chuyện dơ bẩn gì. Ngươi không biết đâu, Trần Ninh có quan hệ với bà ta và cả bà thứ mẫu của ngươi nữa, quan hệ đáy quần đó, có ai không biết chứ. Thương Mai chấn động, ai nói với ngươi? Tổ mẫu nói. Thương Mai im lặng một lúc, tổ mẫu của ngươi. Lão Thái Quân, không ngờ Lão Thái Quân cũng là người minh mẫn. Trần Ninh chính là cháu trai họ của nhà mẹ đẻ tổ mẫu ta, không thân lắm. Trần Ninh, Trần Lão Thái Quân cũng họ Trần. Tổ mẫu ngươi cũng họ Trần hả? Câu hỏi này không phải rất vô nghĩ sao? Nếu tổ mẫu ta không họ Trần thì sao lại gọi là Trần Lão Thái Quân chứ? Trần Loan Loan trợn mắt nhìn cô. Ngươi theo họ tổ mẫu sao? Trần Loan Loan gãi đầu, hình như là vậy, nhưng mà tổ phụ của ta cũng họ Trần, cha ta cũng họ Trần, cả nhà ta đều họ Trần. Thương Mai cảm thấy cô cũng có hơi ngớ ngẩn, hai, sao không thể có chuyện phu thê đều họ Trần chứ? Cô cũng Loan Loan đứng ở hành lang, nhìn phu nhân Nguyệt Nhung và Hạ Oanh Nhiễm đều mời gọi một số người đi dạo hậu hoa viên, mà ở phòng bên kia, Hạ Thừa Tướng cũng dẫn theo quan viên trong triều đến. Cô nhìn thấy Lương Vương, hắn dẫn theo một mỹ nhân mặc quần áo màu vàng, mặt mày kiêu ngạo bước vào. Chuyện Lương Vương đến chắc chắn đã dẫn đến một ít xôn xao, dù sao chắc là Lương Vương rất hận phủ thừa tướng, không thể nào đến tham dự được. Hạ thừa tướng cũng không ngờ hắn sẽ đến, ông cũng chỉ lễ phép đưa thiệp mời mà thôi. Lương Vương còn chưa khỏi hẳn, mặt mày còn có hơi tái nhợt, nhưng mặc một bộ áo choàng màu đỏ, bên hông còn đeo đai lưng vàng, phát quan hơi lỏng lẻo. Cách ăn mặc này của hắn lại càng tăng thêm khí chất lười biếng. Hắn năm tay lễ chắc phi, vô cùng kiêu ngạo bước vào, Hạ thừa tướng dẫn theo mọi người đến bái kiến. Lương Vương nhìn xuyên qua mọi người, dừng trên mặt Thương Mai, ánh mắt kia giống như là đang muốn nói với Thương Mai, lão tử đến đây xem trò hay. Thương Mai cười cười, nắm tay Trần Loan Loan, nói khẽ, Loan Loan, có muốn nhìn trò hay không? Trò hay sắp bắt đầu rồi. Chương 135, phu nhân đâu? Phủ thừa tướng có hai hoa viên, một cái là tiền hoa viên, một cái là hậu hoa viên. Tiền hoa viên không lớn bằng hậu hoa viên, hai hoa viên được nối liền bằng một cái hồ, chỉ là được cách nhau bởi các kiến trúc. Phần lớn khu vực trong hậu hoa viên là sau này mới được xây dựng lên, âm thầm xâm chiếm đất đai của người dân, chuyện này cũng từng gây nên sự tranh cãi, sau này lão phu nhân lại bỏ tiền ra mua lại số đất đó mới làm chuyện này lắng xuống. Hậu hoa viên có một khu rừng trúc. Rừng trúc này đã có sẵn từ lâu, phủ thừa tướng chỉ xây lên một bức tường bao vây khu rừng trúc đó lại, sau đó lại xây thêm vài cái đỉnh hóng gió ở hậu hoa viên, xây thêm mấy hòn núi giả trong hồ. Nhưng mà mấy năm gần đây rất hiếm có người bước vào hậu hoa viên, bởi vì trong khu rừng trúc kia có rắn độc, Hạ thừa tướng từng sai người đi bắt, nhưng vẫn không thể diệt sạch, dần dần không có ai dám đến nữa. Lúc nãy phu nhân Nguyệt Nhung đến báo, nói Liên Thị sẽ đến nơi này. Cho nên lão phu nhân mới bất đắc dĩ rời trận địa đi, nếu đổi là ngày thường, bà sẽ không bao giờ đến hậu hoa viên. Tiết mục sắp xếp sẵn ngày hôm nay là làm Liên Thị đi ra ngoài, vì bây giờ bà đã mù không nhìn thấy nữa, hơn nữa bà cũng không thích giao tiếp với nhiều người, cho nên cho dù có đi ra ngoài thì bà cũng chỉ ngồi một mình trong đỉnh hóng gió. Bà đã sắp xếp Trần Ninh đi lên lôi kéo với Liên Thị, để mọi người nghe được tiếng cãi nhau của bọn họ. Trong lúc cãi nhau Trần Ninh sẽ để lộ ra tư tình của ông ta và Liên Thị, làm mọi người kinh ngạc, sau đó lại thực hiện kế hoạch thứ hai. Nhưng mà Liên Thị không ra, không thể thực hiện được mưu kế này, bà lập tức sửa ý đồ lại,
nói xấu Liên Thị trước mặt Thôi Thái Phi và Lão Thái Quân, để Lão Thái Quân và Thôi Thái Phi đồng tình, sau đó lại dụ Du Ma Ma đi khỏi, rồi cho Trần Ninh lén đi vào, làm lại việc lần trước chưa thành công. Như vậy, bà lại dẫn Thôi Thái Phi và Lão Thái Quân sang đó, có thể bắt được tại trận. Cho nên khi Thôi Thái Phi bảo bà truyền Liên Thị ra, bà đã phản đối, bởi vì nếu Liên Thị đi ra trước, lại bị Thái Phi mắng chửi một trận, Liên Thị sẽ quay về Hạ Chí Uyển, bà cũng không có cớ dẫn Thái Phi sang đó. Nhưng mà không ngờ phu nhân Nguyệt Nhung lại đến báo rằng Liên Thị sẽ đến hậu hoa viên, đúng thật là trời cũng đang giúp phủ thừa tướng, trời cũng muốn diệt Liên Thị. Đi suốt một đoạn đường, bước chân thảnh thơi, ngắm nhìn phong cảnh trên mặt hồ, lại nhìn hoa cỏ trong viện, vài thị nữ đi theo từ đằng xa, ong bướm chơi đùa trên đóa hoa, một khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Bên này, phu nhân Nguyệt Nhung tay áo dài thướt tha dẫn theo một đám phu nhân cũng đi về phía hậu hoa viên, nói là dẫn mọi người đi xem một loại thực dược và hoa cúc mới. Hạ Oanh Nhiễm len lén nói kế hoạch của bọn họ cho Hạ Phương Nhi, Hạ Phương Nhi vô cùng phấn chấn, nàng ta vốn là một người thích kiếm chuyện với người khác, thích nhìn người khác bị xấu mặt, cho nên hai người cùng nhau dẫn mấy tiểu thư và công tử nhà quyền quý đến hậu hoa viên. Sau khi Hạ Thừa Tướng đón tiếp Lương Vương xong, trong lúc nói chuyện cũng để lộ ra trong hậu hoa viên có rừng trúc, văn nhân mặc khách thích rừng trúc nhất, đều muốn đi đến xem, Hạ Thừa Tướng đương nhiên cũng vui vẻ dẫn bọn họ đi sang. Cứ như vậy, trước trước sau sau, bốn nhóm người đều đi về phía hậu hoa viên. Thương Mai đứng ở trước hành lang, nhìn mấy người này, nở một nụ cười lạnh. Trần Loan Loan thấy mọi người đều đi sang hậu hoa viên, chẳng cảm thấy thú vị gì, mấy cậu ấm kia cứ quanh quẩn theo các nàng. Thương Mai mỉm cười, người muốn đi chơi cùng bọn họ sao? Không muốn, nhưng nếu không chơi cùng thì không tìm được vị hôn phu. Trần Loan Loan cô đơn nói. Thương Mai nhìn đôi mắt to của nàng đột nhiên trở nên buồn bã, Loan Loan, thật ra ngươi cũng không cần tin vào mấy chuyện số mệnh kia. Trần Loan Loan nhìn cô, ta không biết, ta vẫn luôn tin tưởng nó, ta không muốn chết, thế giới này rất tốt đẹp mà. Việc sống sót đã trở thành một bài toán khó đối với Trần Loan Loan, Thương Mai đột nhiên phát hiện ra, thật ra có rất nhiều người chỉ muốn sống mà thôi, loại nữ tử giống như Trần Loan Loan, vì muốn thay đổi số mệnh đã được định sẵn của nàng. Nàng rõ ràng không thích những cậu ấm kia, nhưng mà lại không thể không đi giao tiếp, hoặc là gả bản thân ra ngoài. Cô nhấc chân bước đi, dẫn Trần Loan Loan từ từ đi về phía hậu hoa viên. Sân viện vốn còn rất ồn ào náo nhiệt, nhưng vì có một lượng lớn người đã rời đi nên có vẻ có hơi yên lặng, vài tên hạ nhân đang dọn dẹp mấy rác rưởi ở dưới đất và trà bánh trên bàn, sắp xếp chuẩn bị bữa tiệc giữa trưa. Tin vào cái người gọi là số mệnh, sau đó gả cho một người ngươi không thích. Hình như có hơi mạo hiểm đó. Trong lòng Thương Mai có chuyện khác, có nên hơi qua loa đáp lời Trần Loan Loan. Trần Loan Loan nhìn cô, ánh nắng mặt trời ánh lên ánh mắt cô, có ánh sáng rực rõ, nghe người nói kia, đúng là người no không biết cái khổ của người đói, ngay cả việc sống sót còn không được thì làm sao đi tìm người mình thích đây. Hơn nữa tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống, bởi vì còn sống mới là chuyện quan trọng nhất, người có thể sống tốt, đương nhiên có thể bàn đến ước mơ, tình yêu gì đó cùng ta. Ngươi thử xem nếu từ nhỏ đến lớn đều có người nói với ngươi, nếu đến năm 19 tuổi mà ngươi còn không thành thân thì ngươi sẽ chết, bởi vì không có phu quân độ kiếp cho ngươi, chắc chắn ngươi sẽ giống ta thôi. Đối với quan điểm đáng kinh ngạc của Trần Loan Loan, Thương Mai cứ luôn có cảm giác xuyên không, cô cảm thấy Trần Loan Loan mới là cô gái xuyên không, dư sức xứng đôi với Tiêu Thác, ít nhất cũng tốt hơn một số người dung chi tục phấn nhiều. Thật sự không hiểu nổi trong đầu Tiêu Thác đang nghĩ gì nữa. Đúng rồi. Người từng gặp Tiêu Thác chưa? Thương Mai hỏi nhìn đám người càng đi càng xa phía trước, bắt đầu đoán thời gian. Ta chưa gặp hắn, hắn chưa gặp ta. Hả? Thương Mai nghiêng đầu nhìn nàng. Tổ mẫu và lão phu nhân hầu phủ từng lén nói chuyện, muốn gả ta sang đó, ta lập tức lén đi gặp Tiêu Thác, nhưng mà sau đó người hầu phủ lại nói Tiêu Thác không muốn gặp ta, ta biết ngay hắn không thích ta. Hắn chưa từng gặp qua người, sao có thể nói không thích chứ? Thanh danh của ta không tốt, ta cũng không biết những chuyện nữ tử cần biết, ta nghe A Vũ cô nói chuyện với tổ mẫu, nói Tiêu Thác thấy mấy cô nương cầm kim thuê, không thích cô nương cầm kiếm. Thương Mai nhíu mày, ta đã từng gặp gỡ Tiêu Thác, cũng không cảm thấy hắn sẽ thích cô nương cầm kim thêu. Vậy thì là hắn chê ta nên tìm đại một cái cớ để từ chối. Nàng vừa đi vừa nói, lại nhìn xung quanh, phủ thừa tướng của các ngươi sao lại lớn vậy chứ? Đi một lúc lâu rồi mà còn chưa đến hậu hoa viên sao? Lớn lắm, Thương Mai cũng biết chuyện lén chiếm đất dân,
chuyện dùng bạc để làm êm chuyện kia cũng chỉ là do lão phu nhân mời mấy chủ đất đai đó đến, dùng thân phận ức hiếp, tùy tiện trả chút bạc là xem như xong chuyện, bách tính cũng e ngại địa vị của phủ thừa tướng nên chỉ giận chứ không dám nói gì. Nếu muốn thật sự truy cứu lên, phủ thừa tướng chẳng chiếm được chút lý nào cả. Khoảng nửa canh giờ trước, Du Ma Ma đã dẫn theo Liên Thị đi đến hậu hoa viên tản bộ. Đi được một lúc thì Liên Thị bảo mệt, Du Ma Ma đỡ bà vào một gian phòng nghỉ trong hậu hoa viên nghỉ ngơi. Phòng nghỉ được xây dựng trước rừng trúc, từ trước đến giờ rất hiếm người đến chỗ này, đặc biệt là bên chỗ rừng trúc còn có một ổ rắn thanh trúc, đã giải bột lưu huỳnh vài lần nhưng vẫn chưa đuổi đi được, ngay cả hạ nhân cũng không đến. Sau khi đỡ Liên Thị vào phòng nghỉ ngơi rồi, Du Ma Ma ngồi ở ngoài đình hóng gió bên ngoài phòng nghỉ ngơi, lấy một túi giấy dầu từ trong ngực ra, trong đó có ít điểm tâm, hôm nay còn chưa ăn sáng, bà ngồi ở ngoài đình hóng gió ăn tạm một ít. Mới vừa ăn xong một miếng bánh hoa quế đã thấy Thúy Ngọc cô cô đi bên người lão phu nhân đi đến, ủa không phải là Du Ma Ma đây sao? Du Ma Ma nhướng mày lên, lạnh nhạt liếc nhìn Thúy Ngọc cô, không nói gì. Thúy Ngọc cô cầm theo một cái rổ, bước lại nói, Ma Ma ở đây làm gì? Phu nhân đâu? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.